Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 203. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, không gian như bị xé toạc. Bên dưới, Thích Thiên nhìn về phía xa, ở cách đó không xa, thời không đột nhiên rách ra, một thiếu niên từ từ bước đến. Thiếu niên mặc trường bào, mái tóc đen được buộc cao phía sau, tay trái cầm một thanh đao dài có vỏ bọc, bước đi rất ung dung và bình thản. Thích Thiên nhìn thiếu niên, vẻ mặt cũng rất bình thản. Gã biết thiếu niên trước mặt chính là đối thủ của mình. Thiếu niên bỗng khẽ nói, khí vận đại đạo. Hắn ta vừa nói vừa lắc đầu, nở nụ cười khinh miệt, yêu nghiệt chân chính thì cần gì đến sự công nhận của bút đại đạo? Cần gì đến sự giúp sức của nó? Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên nhún người, rút đao ra. Vụt! Đao quang bỗng xé nát trời đất. Bên dưới, Thích Thiên nheo hai mắt, giẫm nhẹ chân phải. Ầm! Thích Thiên bay lên trời, đón lấy luồng đao quang đó, trời đất lập tức bắt đầu bị hủy diệt. Mặt khác, một thiếu niên và một ông già đang lặng lẽ quan sát những gì trước mắt. Thiếu niên đó là Tà Quân. Tà Quân khẽ nói, thầy, cuối cùng thì bọn họ cũng đã đánh nhau với Tiên Lăng. Ông già bên cạnh Tà Quân phấn khích nói, đương nhiên đấy là chuyện tốt không gì bằng rồi. Tà Quân im lặng. Ông già hạ giọng nói, người muốn giúp bọn họ sao? Tà Quân gật đầu, làm ngư ông đắc lợi không hay lắm. Ông già hơi thắc mắc, không hay chỗ nào. Để cho mấy người này đánh nhau sứt đầu mẻ chán với Tiên Lăng chẳng phải là chuyện vô cùng tốt sao? Tà Quân im lặng một lúc rồi lắc đầu, không tốt. Ông già thắc mắc, tại sao? Để bọn họ làm tiêu hao sức mạnh của Tiên Lăng, bất luận bọn họ chết hay Tiên Lăng bị tiêu hao lực lượng thì đối với chúng ta mà nói, đó đều là chuyện tốt. Tà Quân lại lắc đầu, không thể nghĩ như thế, sư phụ, nếu bọn họ chết thì chúng ta sẽ không còn đồng minh mạnh nữa, đến lúc đó, khi đụng phải Tiên Lăng, tà linh tộc của chúng ta không thể trở mình. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía xa rồi nhẹ nhàng nói tiếp, hôm nay, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ, sau này, khi Tiên Lăng đối phó với tà linh chúng ta thì ai sẽ giúp đỡ chúng ta đây? Ông già im lặng. Tà Quân nhìn về kiếp chủ ở phía xa, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng, với thực lực của tà linh tộc chúng ta, đời này kiếp này cũng không có cơ hội báo thù, nếu đã như vậy thì tại sao lại không cược một ván? Hắn ta vừa dứt lời thì liền đưa tay phải về trước, nắm chặt, một cây thương dài màu đỏ máu đột ngột xuất hiện trong tay. Mặt ông già liền biến sắc, ông ta vội nói, ngươi, đừng kích động, nếu bây giờ mà ra tay thì đồng nghĩa với việc để lộ thân phận, chúng ta. Tà Quân lắc đầu, bây giờ không ra tay giúp đỡ thì sau này người ta còn cần đến sự giúp đỡ của mình sao? Hắn ta vừa dứt lời thì đột ngột bay lên trời, hướng thẳng về phía kiếp chủ ở phía xa. Ông già thấy vậy thì mặt liền tái mét. Trên bầu trời phía xa, kiếp chủ đang đánh nhau với đạo lăng thì mặt bỗng biến sắc, gã đột ngột quay đầu lại nhìn, lúc này, một cây thương dài đang vút đến. Kiếp chủ nheo hai mắt, vung tay phải, một tấm chắn thần lôi chặn lại ngay trước mặt gã. Ầm! Lôi quang tóe lên, kiếp chủ liên tục lùi về sau hơn cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, kiếp chủ ngẩng đầu nhìn về Tà Quân ở phía xa. Ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, dư nghiệt của tà linh tộc. Tà Quân khẽ cười, nào, tiếp tục. Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất. Bù! Một luồng thương mang màu đỏ bỗng vút qua, ngay lập tức, mũi thương đã phóng đến trước mặt kiếp chủ. Trong mắt kiếp chủ đột ngột thu lại, gã nhún người bay lên, tung ra một đấm, vô số lôi quang tuôn ra từ nắm đấm. Ầm! Vô số thương mang và lôi quang nổ tung. Bắn ra xung quanh, cả tinh không bỗng nát vụn. Lúc này, đạo lăng bỗng xông đến trước mặt kiếp chủ, cùng lúc đó, một luồng thương mang cũng chém đến. Quỳnh! Kiếp chủ liền lùi về sau hơn mấy vạn trượng, gã vừa mới dừng lại, đạo lăng và tà quân lại một lần nữa xông đến trước mặt. Ầm! Kiếp chủ vội lùi về sau. Kiếp chủ đã nhanh chóng bị tà quân và đạo lăng khống chế. Cách đó hơn mấy vạn trượng. Kiếp chủ vừa mới dừng lại thì liền nói với giọng hung hãn, ỷ đông hiếp ít đúng không? Gã vừa dứt lời thì liền xòe tay phải ra, một tấm lệnh bài đột nhiên bay lên trời, sau đó biến mất khỏi đường chân trời. Đạo lăng và tà quân thấy vậy thì đều chau mày.
rõ ràng kiếp chủ đang gọi cứu binh. Tiên lăng. Tà quân im lặng, vẻ nặng hơi nặng nề. Đạo lăng liếc nhìn tà quân rồi nói, xưng hô thế nào đây? Tà quân nói, tà linh tộc tà quân. Đạo lăng lắc đầu, chưa từng nghe. Tà quân, đạo lăng quan sát tà quân rồi nói, kiếp chủ đã gọi cứu binh, người có cứu binh không? Nếu có thì gọi vài người đi. Tà quân do dự rồi nói, không có. Đạo lăng trầm ngâm. Không có cứu binh để gọi. Vậy thì căng rồi. Lúc này, tận sâu trong tinh không, một cái xoáy khổng lồ bỗng xuất hiện, tiếp đó, vô số khí tức đáng sợ cũng toát ra từ trong cái xoáy đó. Đạo lăng hạ giọng nói, người của bọn họ đến rồi. Tà quân đột ngột quay lưng đi. Đạo lăng nhìn theo tà quân, ngạc nhiên, người đi đâu thế? Tà quân do dự một lát rồi nói, ta đi nhà xí. Đạo lăng. Đạo lăng nghe tà quân nói thì tối sầm mặt. Đi nhà xí mẹ gì? Tên này đang muốn trốn đây mà. Đạo lăng vội kéo tà quân lại, huynh đài, người không thể đi được, bây giờ có đi thì tiên lăng cũng sẽ không tha cho người đâu, đường nào cũng chết, chết sớm hay chết trễ thì cũng có gì khác nhau đâu. Tà quân nghe vậy thì không biết nói gì. Chết trễ thì vẫn tốt hơn chứ. Lúc này, một người đàn ông trung niên và hai người áo đen xuất hiện. Lúc tà quân và đạo lăng nhìn thấy ba người họ thì vẻ mặt đều trở nên nặng trĩu. Ba người đó là người trưởng quản tuế nguyệt. Mặc dù không phải là tuế nguyệt tiên nhưng người trưởng quản cũng rất đáng sợ. Bây giờ bọn họ không chỉ yếu hơn về cảnh giới mà đến số lượng cũng người cũng ít hơn. Làm sao đánh? Đạo lăng đã sắp tuyệt vọng. Mặt tà quân cũng vô cùng nặng nề, phải biết rằng, ở tận sâu trong tinh không vẫn còn một vị tuế nguyệt tiên. Tiên tổ thích tộc chỉ là một tia hồn phách, vốn không thể giữ chân đối phương quá lâu. Không cần đến vị tuế nguyệt tiên đó, chỉ cần mấy người trưởng quản này thôi cũng đủ tiêu diệt bọn họ rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, kiếp chủ nhìn sang đạo lăng và tà quân, nói với vẻ mặt hung hãn, sao hả? Chẳng phải các ngươi muốn đánh hội đồng sao? Nào, tiếp tục đi. Đạo lăng bình thản, kiếp chủ, người có bản lĩnh thì đánh tay đôi với ta. Đánh nhóm thì có gì ngon? Kiếp chủ nhìn đạo lăng chằm chằm, sao ngươi lại không biết xấu hổ thế? Đạo lăng. Kiếp chủ bỗng dưng biến mất. Bù. Một tia chớp vụt qua. Đằng xa, đạo lăng nheo hai mắt lại, vung nhẹ tay phải, một luồng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng dồn từ trong cơ thể lên nắm đấm tay phải của y. Tiếp ngay đó, y xông về trước, đánh kiếp chủ một đấm. Ầm. Bỗng nhiên nổ tung thành một vùng sáng, một bóng người liên tục lùi về sau trong tinh không. Là đạo lăng. Sau khi đạo lăng dừng lại, khóe miệng liền rỉ máu, còn kiếp chủ thì lại tiếp tục xông về phía y. Ánh mắt đạo lăng thoáng vẻ gay gắt, y đột nhiên biến thành hư ảo. Ầm. Dưới sự giúp đỡ của thái cổ thần thạch, khí tức và thần hồn lập tức bộc phát, ngay giây sau, y liền biến thành vạn tượng pháp thân, phóng về phía kiếp chủ. Đối đầu trực diện. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời đất, hai người đồng loạt lùi về sau. Lúc đạo lăng dừng lại, cơ thể của y đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa, linh hồn cũng cực kỳ yếu ớt, hắn đã không chịu đựng nổi sự tiêu hao năng lượng ban nãy. Đằng xa, tà quân im lặng. Hắn ta không ra tay giúp đỡ vì có ba luồng khí tức đáng sợ đang vây chặt y, chỉ cần y ra tay thì đối phương cũng sẽ ra tay ngay. Đằng xa, kiếp chủ liếc nhìn xuống ngực mình, trên ngực gã có một trường ấn rất đậm, đấy là trường ấn do đạo lăng gây ra lúc nãy, nó đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của gã. Kiếp chủ im lặng một lúc rồi nhìn sang đạo lăng, đúng là bản thân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải biết rằng cảnh giới của gã cao hơn đạo lăng một bậc, hơn nữa, gã từng là yêu nghiệt trong các thiên tài, nếu không cũng chẳng thể trở thành chủ vạn kiếp. Nhưng gã không ngờ đạo lăng này lại có thể đánh với mình lâu như thế. Có điều, phải kết thúc thôi. Kiếp chủ xòe tay phải ra, một tia chớp bỗng xuất hiện. Đằng xa, đạo lăng hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Thật sự hết cách. Y đã cố hết sức rồi. Nhưng nhiều lúc không phải cứ liều mạng thì có thể thắng. Vẫn có sự khác biệt. Nếu như cho y thêm chút thời gian, y tự tin mình có thể thắng được kiếp chủ, nhưng y không có được thời gian đó.
phải kết thúc thôi. Đạo Lăng nhìn về kiếp chủ, mặc dù không cam tâm nhưng thật sự cần phải kết thúc rồi. Đạo Lăng bỗng quay đầu nhìn về Thích Tộc và khẽ nói, Diệp huynh, nếu huynh không chết thì xin hãy giúp ta chăm sóc cho những người trong tộc. Y vừa dứt lời thì linh hồn run lên dữ dội, sau đó bốc cháy. Thiêu đốt linh hồn. Đấy là chiêu cuối cùng của y. Lúc Đạo Lăng bắt đầu đốt cháy linh hồn thì bỗng dưng có một loại khí thần bí từ từ bốc lên từ trên cơ thể y. Tà quân ở đằng xa nhìn thấy cảnh đó thì tròng mắt co rụt. Khí vận đại đạo. Đạo Lăng đột ngột nhún người lên cao, nhìn về hướng Thích Tộc ở bên dưới phía xa xa, cười lớn và nói, Diệp huynh, ta giúp huynh chuyện cuối cùng. Y vừa dứt lời thì tất cả khí vận đại đạo bên trong cơ thể đều tuôn hết ra ngoài, bay vào trong mật cảnh Thích Tộc rồi chạy hết vào trong cơ thể Diệp Huyên. Phía xa, sắc mặt kiếp chủ trở nên khó coi, gã nói, người điên rồi sao? Sao lại cho Diệp Huyên toàn bộ khí vận đại đạo của mình? Đạo Lăng nói với giọng gay gắt, liên quan đếch gì đến ngươi? Kiếp chủ nghe vậy thì nổi giận, vẻ mặt hung dữ, nói, không có khí vận đại đạo thì ngươi chết chắc. Gã vừa dứt lời thì bỗng biến mất. Một tia chớp đáng sợ đột ngột phóng đến, nhằm thẳng vào Đạo Lăng. Đạo Lăng bỗng cười lớn, đến đây. Y vừa dứt lời thì liền biến mất. Bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một luồng sáng đỏ vút qua. Là linh hồn bị đốt cháy. Bỗng dưng, một luồng sáng đỏ và tia chớp đột ngột lan ra khắp trời, kiếp chủ bị chấn động lùi về sau hơn mấy vạn trượng. Còn Đạo Lăng đứng im tại chỗ nhưng linh hồn của y thì đã hoàn toàn biến thành hư ảo, như sắp biến thành làn khói. Linh hồn của y cũng đã biến mất. Tà quân thấy vậy thì tròng mắt co lại, hắn ta nắm chặt lấy cây thương trên tay phải. Hắn ta biết Đạo Lăng đã không còn tồn tại. Lúc này, bên trong bí cảnh phía đằng xa, một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao vút lên trời. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang, dừng lại trước mặt Đạo Lăng, là Diệp Huyên. Diệp Huyên vội đỡ lấy Đạo Lăng nhưng vừa mới chạm tay vào linh hồn mờ ảo của đối phương thì hắn ngây ra, vì tay của hắn đã xuyên qua linh hồn của y. Bây giờ linh hồn của Đạo Lăng đã sắp không còn nữa. Diệp Huyên giật mình, đang định lên tiếng thì Đạo Lăng bỗng lắc đầu nói, không ổn rồi, lần này không ổn thật rồi. Diệp Huyên bỗng thét lên giận dữ, Thanh Huyên, tiểu hồn nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Diệp Huyên thấy vậy thì mặt liền tái nhợt, Thanh Nhi. Nhưng vẫn không ai trả lời. Đạo Lăng bỗng nói với giọng run run, Diệp Huynh, điều duy nhất làm ta lo lắng là người trong tộc của ta, nếu Huynh có thể vượt qua được ải này. Xin hãy giúp ta chăm lo cho họ, cảm ơn. Y vừa dứt lời thì linh hồn liền nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên vô cùng hoảng sợ, vội vã nói, Thanh Nhi, ta cứu muốn huynh ấy, giúp ta cứu huynh ấy. Nhưng không ai trả lời. Diệp Huyên còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lúc sắp biến mất, Đạo Lăng đã lắc đầu, nói, Diệp Huynh, nếu có kiếp sau, chúng ta lại. Y vẫn chưa nói dứt lời thì linh hồn đã biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên nhìn thấy mọi thứ trống không thì như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Không còn nữa. Đạo Lăng thật sự đã không còn. Lúc này, trong lòng Diệp Huyên bắt đầu luống cuống. Lần đầu tiên Thanh Nhi không đáp lại hắn. Sau khi Thanh Nhi không đáp lại, hắn cũng lần đầu tiên biết được thế nào là tuyệt vọng. Rất nhiều chuyện nếu không có Thanh Nhi thì hắn không cách nào xoay chuyển. Đau. Tim hắn chưa từng đau đến thế, cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế. Ha ha! Diệp Huyên bỗng cười như điên dại, hắn đã từng ngông cuồng, bảo Thanh Nhi đừng trấn áp bút đại đạo, hắn muốn tự mình bước tiếp con đường tương lai. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là khi không có Thanh Nhi khống chế bút đại đạo, Diệp Huyên hắn cũng chẳng là gì. Diệp Huyên cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, huyết mạch trong người hắn cũng dần trỗi dậy. Những luồng sát ý đáng sợ liên tục tỏa ra xung quanh. Đằng xa, kiếp chủ nhìn Diệp Huyên, chau mày, nói, ngươi tưởng đâu phát điên là được sao? Ngươi! Diệp Huyên bỗng nhìn về kiếp chủ, đôi mắt như biển máu, nổi điên nói, khí vận đại đạo, ha ha, khí vận đại đạo, đều do khí vận đại đạo đáng chết này. Bất chợt, khí vận đại đạo trong người hắn tuôn ra, tiếp đó,
vô số khí vận đại đạo bay hết về phía Thích Thiên, Thiên Khí và Tà Quân. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ngác. Vì bọn họ phát hiện khí vận đại đạo của Diệp Huyên rất nhiều, nhiều hơn gấp 10 lần của Đạo Lăng. Lúc này, Diệp Huyên còn chủ động tặng khí vận đại đạo của mình cho Thiên Khí và Tà Quân, còn có cả Thích Thiên nữa. Hắn không cần khí vận đại đạo nữa. Đằng xa, kiếp chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, sao có thể? Lúc này trong lòng gã cũng vô cùng kinh ngạc, vì gã nhận ra khí vận đại đạo trên người Diệp Huyên còn nhiều hơn cả Tiên Lăng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là người có khí vận đại đạo nhiều như Diệp Huyên được bút đại đạo che chở. Tại sao bút đại đạo lại phải che chở cho Diệp Huyên? Đương nhiên đó không phải là điểm mấu chốt, điều quan trọng là không ngờ Diệp Huyên lại chủ động từ bỏ khí vận đại đạo. Kiếp chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đang muốn tự tìm cái chết sao? Diệp Huyên gật đầu, người nói không sai. Hắn vừa dứt lời thì bỗng biến mất. Bù! Một tia kiếm quang màu máu chém thẳng về kiếp chủ ở phía xa. Điên rồi, điên thật rồi. Lúc này, Diệp Huyên đã không còn chút lý trí nào nữa, trước đây, khi còn có kiếm Thanh Huyên thì còn có thể giữ lại chút tỉnh táo cho hắn, nhưng giờ kiếm Thanh Huyên không còn thì hắn cũng không còn lý trí nữa. Kiếp chủ nhìn thấy luồng kiếm quang màu đỏ máu chém đến thì trong mắt co lại, gã nhận thấy được uy lực của kiếm này mạnh hơn gấp nhiều lần kiếm trước đó. Thứ quỷ quái gì thế này? Kiếp chủ giật mình, sau khi tên này nổi điên, thực lực có thể gia tăng đến mức độ nào? Kiếp chủ không dám nghĩ thêm nhiều, đưa tay phải lên, đấm một đấm, vô số lôi quang lập tức tuôn ra từ nắm đấm. Ầm! Một vùng kiếm quang màu máu và lôi quang đột nhiên nổ tung trước mặt kiếp chủ và Diệp Huyên. Tiếp ngay đó, một bóng người liên tục lùi về sau, đấy là kiếp chủ. Kiếp chủ vừa dừng lại thì lại có một luồng kiếm quang chém đến. Ầm! Kiếp chủ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém bay ra hơn mấy vạn trượng, gã vừa dừng lại thì cơ thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Kiếp chủ ngơ người. Chuyện gì thế? Diệp Huyên bỗng biến mất, một thanh kiếm liền chém vào linh hồn của kiếp chủ. Đằng xa, trong mắt kiếp chủ thu lại, chính vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng đập lên kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên bị luồng sức mạnh đó đánh lùi về sau. Lúc này, Thư Hiền Giả đã xuất hiện trước mặt kiếp chủ. Thư Hiền Giả nhìn Diệp Huyên phía xa, nói chủ động từ bỏ khí vận đại đạo trên người, nếu không có sự bảo hộ của bút đại đạo thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Ông ta vừa dứt lời thì liền chậm chậm nắm chặt nắm tay phải, một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trên tay phải. Đằng xa, Diệp Huyên xòe tay phải ra. Thái cổ thần kiếm trên tay hắn bỗng biến mất. Tiếp đó, huyết mạch trong cơ thể bỗng trỗi dậy, máu tươi từ trong người hắn trào ra, sau đó tụ lại trong lòng bàn tay hắn, biến thành một thanh kiếm. Dùng máu làm kiếm, tiếp đó, thanh kiếm trên tay Diệp Huyên liền cháy lên. Thiêu đốt huyết mạch, hiện tại, trừ liều mạng, hắn chẳng còn gì cả. Nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp thiêu đốt linh hồn, Thư Hiền Giả kia cau mày lại. Thiêu đốt linh hồn. Sau khi Diệp Huyên lựa chọn thiêu linh hồn, ông ta phát hiện hơi thở của Diệp Huyên tăng nhanh đột ngột, giây phút này hơi thở của Diệp Huyên đã không phải bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất. Vèo! Một kiếm quang màu máu đột nhiên chém xuống trước mặt Thư Hiền Giả. Tay phải Thư Hiền Giả bỗng nhiên nắm chặt, sau đó tung ra một nắm đấm, một luồng sức mạnh khủng bố từ trên nắm đấm chút xuống. Ầm ầm! Kiếm quang vỡ vụn. Thư Hiền Giả bị đẩy lui ra xa mấy vạn trượng. Mà Diệp Huyên cũng bị đẩy lui ra xa mấy vạn trượng, nhưng ngay sau đó, hắn lại xông thẳng về phía Thư Hiền Giả. Nơi xa, Thư Hiền Giả mới dừng lại liếc nhìn tay phải của mình, trên nắm tay phải của ông ta có một vết kiếm hằn sâu. Vậy mà Diệp Huyên lại có thể đả thương ông ta. Trong mắt Thư Hiền Giả lóe vẻ dữ tợn, ngay sau đó, ông ta đột nhiên biến mất, một cú đấm bay thẳng đến đầu Diệp Huyên. Khi cú đấm kia đến trước đầu Diệp Huyên, vậy mà Diệp Huyên không tránh không né, trực tiếp vung kiếm chém vào cổ họng Thư Hiền Giả. Quỳnh! Vèo! Trong nháy mắt Diệp Huyên lùi về sau vạn trượng, hắn vừa dừng lại, cơ thể lập tức nổ tung. Mà nơi xa, cổ họng Thư Hiền Giả kia cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, cơ thể ông ta trực tiếp tan nát.
cơ thể hai người đồng thời vỡ vụn. Sắc mặt Thư Hiền giả vô cùng khó coi. Sở dĩ vừa rồi ông ta lấy cơ thể đổi cơ thể với Diệp Huyên là bởi vì ông ta cảm thấy, kiếm của Diệp Huyên không thể nào phá được cơ thể ông ta, nhưng ông ta đã đánh giá thấp thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyên rồi. Nơi xa, linh hồn Diệp Huyên vẫn đang thiêu đốt, mà kèm theo linh hồn của hắn thiêu đốt, hơi thở của hắn cũng điên cuồng tăng cao. Ngoài thiêu đốt linh hồn thì huyết mạch chi lực của hắn cũng đang không ngừng cung cấp lực lượng huyết mạch cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc này hắn có thể đánh với một vị tuế nguyệt tiên. Bên kia, tay phải Thư Hiền giả chậm rãi nắm chặt, rất nhanh sau đó, cơ thể ông ta dần dần ngưng tụ lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo. Một kiếm quang màu máu xé rách thương khung. Nơi xa, trong mắt Thư Hiền giả kia lóe vẻ dữ tợn, ông ta chợt xông lên phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sóng khí kinh khủng chấn động thời không, nghênh đón kiếm quang kia. Cứng đối cứng. Đối mặt với Diệp Huyên, tất nhiên một vị tuế nguyệt tiên như ông ta không có lý do gì lùi bước. Rầm rầm. Trong vùng thời không nơi xa, một kiếm quang màu máu và một sức mạnh kinh khủng đột nhiên bùng nổ, trong chớp mắt, thời không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng bị xóa sạch, biến thành một màu đen kịt. Mà trong vùng thời không đen kịt này, hai bóng người điên cuồng lùi về phía sau. Chính là Diệp Huyên và Thư Hiền giả kia. Diệp Huyên vừa dừng lại, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, trên đỉnh đầu Thư Hiền giả nơi xa bất chợt xuất hiện một thanh kiếm. Trảm tương lai. Bất chợt xuất hiện một thanh kiếm khiến Thư Hiền giả hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ông ta phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát một kiếm này phá không bay đi, biến mất ở tận cùng tinh không. Nhưng ngay sau đó, mấy trăm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện xung quanh ông ta. Sắc mặt Thư Hiền giả lập tức thay đổi. Bởi vì mấy trăm thanh kiếm này không phải đến cùng một lúc, mà là thanh này đến muộn hơn thanh kia một chút. Trảm tương lai. Thư Hiền giả thầm giật mình, không dám khinh thường, ông ta khẽ giơ hai tay lên, một quyển sách cổ rất dày từ trong cơ thể ông ta bay ra, sau đó, vô số ánh sáng tím từ trong quyển sách cổ kia tuôn ra, cùng lúc đó, đất trời xung quanh xuất hiện âm thanh kỳ lạ mà thần bí, âm thanh kia vô cùng già nua, giống như đến từ thời viễn cổ. Ầm ầm. Vô số âm thanh không ngừng vang vọng xung quanh Thư Hiền giả. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa bỗng nhiên biến mất. Đồng tử Thư Hiền giả bỗng nhiên co rụt lại, sau đó ông ta bước lên trước rồi tung ra một cú đấm. Cứng đối cứng lần nữa. Uinh uinh. Kèm theo đó là tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Diệp Huyên lùi ra xa mấy vạn trượng, nhưng mà, gần như trong cùng lúc đó, mấy chục kiếm quang bao phủ Thư Hiền giả kia. Thoáng chốc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong vùng kiếm quang này tuôn ra, trong nháy mắt, vùng kiếm quang bị chôn vùi, sau đó, Thư Hiền giả tay cầm sách cổ chậm rãi bước ra ngoài, mà giờ phút này, trên người ông ta có không ít hơn 10 vết kiếm, đặc biệt là trên mặt, vết kiếm kia gần như chém nát cả khuôn mặt ông ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người kiếp chủ và vân sư ở bên cạnh lập tức trở nên nghiêm túc. Gã không ngờ Diệp Huyên lại có thể đánh với Thư Hiền giả đến mức này. Quá kinh khủng. Vân sư bên cạnh kiếp chủ trầm giọng nói, hắn đang tiêu hao chính mình. Kiếp chủ gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng, sở dĩ sức chiến đấu của Diệp Huyên trở nên mạnh như vậy là bởi vì Diệp Huyên sử dụng bí pháp, cưỡng ép tiêu hao bản thân nhiều nhất là một khắc, Diệp Huyên sẽ tiêu hao bản thân đến chết. Nơi xa, Thư Hiền giả nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta đột nhiên mở sách cổ trong tay ra, sau đó, bỗng nhiên có một tàn ảnh từ trong sách cổ bay ra, tiếp theo, tàn ảnh kia xông thẳng về phía Diệp Huyên. Xoẹt. Một tiếng xé rách chói tai vang vọng toàn bộ nơi này. Nơi xa, Diệp Huyên mở mắt ra, trong mắt hắn là biển máu ngập trời, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra. Xoẹt. Quỳnh. Kèm theo đó là tiếng xé rách và tiếng nổ vang vọng, Diệp Huyên bị tàn ảnh kia đánh lùi về phía sau, vừa lùi đã là mấy vạn trượng, mà tàn ảnh kia lại xông đến trước mặt Diệp Huyên lần nữa, không chỉ như vậy, lúc này Thư Hiền giả cũng biến mất. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu lên, ngay sau đó, tuế nguyệt chi lực phạm vi trăm vạn trượng xung quanh đột nhiên hội tụ vào cả người hắn. Điều động dòng sông tuế nguyệt. Diệp Huyên bỗng nhiên rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyên chồng chéo 15 vạn đường.
Một kiếm chém ra, tinh hà xung quanh đều bị chôn vùi. Ầm ầm. Tàn ảnh kia bị một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ, mà thư hiền giả xông đến trước mặt Diệp Huyên cũng bị kiếm này chém bay ra xa mấy vạn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó, Diệp Huyên lại rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Quỳnh. Kiếm quang lập tức bao phủ thư hiền giả kia. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang trời, thư hiền giả kia bị đánh bay ra ngoài, mà gần như cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm chợt bay đến trước mặt thư hiền giả. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát, thư hiền giả lại bị đẩy lùi lần nữa, mà lần này, linh hồn ông ta đã mở đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người kiếp chủ ở bên cạnh thay đổi dữ dội. Gặp nguy hiểm. Kiếp chủ muốn ra tay, nhưng lại bị Vân Sư ngăn lại, gã nhìn về nơi xa, khẽ nói, chỉ có thư hiền giả mới có thể chống lại hắn lúc này, chúng ta ra tay chẳng khác gì tự tìm đường chết. Kiếp chủ im lặng. Cho dù có muốn hay không, gã vẫn phải thừa nhận, thực lực bây giờ của Diệp Huyên đã đạt đến cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên, người có thực lực dưới Tuế Nguyệt Tiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Nơi xa, thư hiền giả bị đẩy lùi về phía sau, ông ta đột nhiên mở sách cổ trong tay ra. Ngay sau đó, vô số chữ viết cổ xưa phóng lên tận trời, vọt thẳng vào tinh không sâu thẳm, tiếp theo, vậy mà những chữ viết cổ xưa này lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nâng trời, trong thanh cự kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong mắt thư hiền già lóe vẻ dữ tợn, ông ta xông lên phía trước, thanh cự kiếm kia cắt phá thương khung chém xuống Diệp Huyên bên dưới. Bên dưới, tay phải Diệp Huyên nắm chặt huyết kiếm, giờ phút này, linh hồn hắn đã càng ngày càng mờ ảo. Thật ra, chưa đầy nửa khắc sau, hắn sẽ biến mất. Nhưng thư hiền giả lại không muốn chờ đợi nửa khắc này. Trong ánh mắt mọi người, thanh cự kiếm kia từ trong tinh không vụt xuống, sau đó bay đến đỉnh đầu Diệp Huyên, nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là, vậy mà Diệp Huyên lại không tránh không né, mặc cho thanh kiếm đó chui vào đỉnh đầu hắn. Tất cả mọi người sửng sốt. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Huyên tuôn ra. Trong nháy mắt, thư hiền giả vừa xông đến trước mặt Diệp Huyên bị luồng sức mạnh đáng sợ này đẩy lùi mấy vạn trượng. Quỳnh. Sau khi thư hiền giả dừng lại thì vô cùng sửng sốt, ông ta thấy hơi thở của Diệp Huyên ở nơi xa đang điên cuồng tăng vọt, trong mắt đều là không thể tin nổi chuyện này. Không chỉ thư hiền giả, tất cả mọi người nơi đây đều choáng váng. Chuyện gì thế này? Tên này đang cắn nuốt thanh cự kiếm kia. Không thể nào. Thư hiền giả nhìn Diệp Huyên nơi xa, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, ngươi, tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên mở mắt ra, giờ phút này, linh hồn vốn đã mờ ảo lại dần dần ngưng tụ, không chỉ như vậy, hơi thở của Diệp Huyên còn điên cuồng tăng lên. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo. Một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thư hiền giả. Sắc mặt thư hiền giả lập tức thay đổi. Ông ta giang tay phải ra, sách cổ trong tay bay thẳng lên trời, sau đó phóng to che trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Kiếm này chém xuống, sách cổ run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, sức mạnh to lớn đẩy thư hiền giả ra ngoài mấy vạn trượng, mà Diệp Huyên lại cầm kiếm chém xuống, quyển sách cổ rất dày kia trực tiếp bị hắn chém bay đến trước mặt Thích Thiên nơi xa. Thích Thiên sửng sốt, ngay sau đó, gã dứt khoát thu hồi sách cổ. Giờ phút này, thần chí Diệp Huyên đã khôi phục một chút, bởi vì năng lượng trong thanh cự kiếm vừa rồi quá kinh khủng, khiến hắn mơ hồ có xu hướng đột phá. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thư hiền giả nơi xa, sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm, vì sao ngươi có thể cắn nuốt cổ thư thần kiếm của ta? Vì sao? Ông ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao Diệp Huyên này lại có thể cắn nuốt cổ thư thần kiếm của ông ta? Diệp Huyên không trả lời mà đột nhiên biến mất. Đồng tử thư hiền giả bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn ông ta bất chợt mở đi, ngay sau đó, cả người ông ta đã lùi ra xa mấy vạn trượng. Không lựa chọn cứng đối cứng nữa. Bởi vì ông ta phát hiện, lúc này sức mạnh của Diệp Huyên đã tăng không chỉ mấy lần so với trước đó, ngay cả quyển sách cổ kia của ông ta cũng không ngăn cản được, huống hồ bây giờ ông ta chỉ là một linh hồn. Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất lần nữa, mà thư hiền giả cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ông ta lại lùi về sau mấy vạn trượng, kéo giãn cự ly với Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nơi xa, thư hiền giả kia khẽ nheo mắt, đúng lúc này,
ông ta chợt ngẩng đầu lên, sau đó, thời không nơi chân trời đột nhiên vỡ ra, một màn sáng màu vàng từ sâu trong tinh không cuốn đến. Trong màn sáng màu vàng này, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi xuống. Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Thư Hiền giả chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, người của ta đến rồi. Nói xong, khóe miệng ông ta lộ vẻ dữ tợn, đơn đấu thì có lợi ích gì chứ? Đây là thời đại một đấu nhiều người. Thật sao? Đúng lúc này, sâu trong tinh không vô tận, một tiếng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, đấu với nhiều người thật sao? Nghe thấy tiếng nói này, cơ thể Diệp Huyên khẽ run lên. Là ai? Thư Hiền giả híp mắt, quay đầu lại nhìn về phía trong sâu tinh không, một người phụ nữ chậm rãi bước đến ở nơi sâu thẳm tinh không đó. Người đến không phải ai khác, chính là Đông Lý Nam. Ngay sau đó Đông Lý Nam xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khi Đông Lý Nam nhìn thấy Diệp Huyên như người đẫm máu trước mặt, hai dòng nước mắt trào ra. Đông Lý Nam ôm chặt lấy Diệp Huyên run rẩy nói, Huyên Nhi. Diệp Huyên khẽ nói, mẫu thân. Đông Lý Nam bỗng quay đầu lại nhìn Thư Hiền giả ở đằng xa, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của bà vô cùng hung dữ, là ngươi muốn nhiều người hơn phải không? Thư Hiền giả nhìn Đông Lý Nam, đang định nói gì đó, đúng lúc này, một bóng người bỗng đáp xuống. Ngay sau đó Thư Hiền giả trợn mắt, ông ta vừa định lùi lại nhưng một cánh tay đã bóp chặt cổ ông ta. Sức mạnh đáng sợ vây chặt lấy Thư Hiền giả cũng không thể dãy giụa. Thư Hiền giả nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ, ông ở cảnh giới. Ông lão mặt không cảm xúc quay sang nhìn Đông Lý Nam ở đằng xa, Đông Lý Nam không cảm xúc nói, bây giờ để ông ta chết thì lợi cho ông ta quá. Ông lão gật đầu không ra tay. Lúc này cường giả Tuế Nguyệt Tiên bên kia vừa đến bỗng nói, các hạ là. Chưa nói hết câu ông ta trợn mắt, quay phắt lại, lúc này một luồng kiếm quang bỗng đánh tới. Cường giả Tuế Nguyệt Tiên đó hoảng hốt, tay phải ông ta nhấc lên, Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp phát ra từ trong người ông ta. Kiếm quang đó bị chặn lại nhưng ngay sau đó lại một kiếm nữa. Tuế Nguyệt chi lực đáng sợ đó bỗng bị phá, sau đó cường giả Tuế Nguyệt Tiên lùi về sau mấy vạn trượng, vừa dừng lại thanh kiếm đó đã đặt ngang cổ ông ta. Ngơ ngác. Mọi người quanh đó đều ngây người. Một cường giả Tuế Nguyệt Tiên mà lại bị khống chế như thế. Đây là cường giả đáng sợ ở mức nào chứ? Cường giả Tuế Nguyệt Tiên đó khó tin nhìn kiếm tu trước mặt, rốt cuộc các người là ai? Kiếm tu đó thở ơ không nói lời nào mà chỉ quay sang nhìn Đông Lý Nam, Đông Lý Nam không cảm xúc nói, trước tiên cứ giữ lại mạng. Kiếm tu gật đầu. Đông Lý Nam quay người nhìn Diệp Huyên, sự lạnh lùng trong mắt bà lập tức trở nên dịu dàng, bà khẽ nói, con vẫn ổn chứ? Diệp Huyên trầm mặc. Đông Lý Nam cảm thấy đau lòng, ban đầu ta không nên nghe lời phụ thân của con. Diệp Huyên nói, phụ thân không sai, trước đó con tự cho mình là giỏi, cứ nghĩ không có ông ấy và Thanh Nhi thì con cũng có thể xông pha ở phương trời. Sự thật tàn khốc cho con biết không có ông ấy và Thanh Nhi, con không làm được gì cả. Đông Lý Nam lắc đầu, không phải là lỗi của con, kẻ thù năm đó của phụ thân con không giỏi bằng con, so sánh con với ông ta đã là sai rồi. Diệp Huyên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt đau khổ không nói gì. Đạo Lăng. Vừa nghĩ đến Đạo Lăng biến mất mãi mãi trong thế gian này, lòng hắn đau như bị kim đâm. Đông Lý Nam nói, họ không quan tâm đến con, ta sẽ quan tâm đến con. Nói rồi bà xoay người lại nhìn Thư Hiền giả đứng đầu ở đằng xa, các ngươi là người của Tiên Lăng. Thư Hiền giả nói, các hạ là. Đông Lý Nam không cảm xúc nói, ta là mẫu thân của hắn. Thư Hiền giả nhìn Diệp Huyên sửng sốt. Mẫu thân của tên này. Đông Lý Nam bỗng nói, đến Tiên Lăng, dẫn đường. Dẫn đường. Sắc mặt Thư Hiền giả thay đổi, bà muốn làm gì? Đông Lý Nam nhìn Thư Hiền giả, lạnh lùng nói, ta nói dẫn đường, người không hiểu à? Sắc mặt Thư Hiền giả khó coi đến cực điểm. Người phụ nữ này biết Tiên Lăng nhưng vẫn đến Tiên Lăng là có ý gì? Tức là đối phương không sợ Tiên Lăng. Nghĩ đến đây Thư Hiền giả toát mồ hôi ướt đẫm cả trán. Lúc này Đông Lý Nam lại nói, dẫn đường.
Thư Hiền giả vừa định nói gì đó, ông ta bỗng thấy cổ họng bị siết chặt, linh hồn trở nên mờ ảo. Thư Hiền giả hoảng sợ vội nói, ta dẫn đường. Ông ta biết nếu mình dám lắc đầu thì sẽ bị biến mất ngay lập tức. Tu luyện đã lâu mới đến được Tuế Nguyệt Tiên, dĩ nhiên ông ta không cam lòng bị tiêu diệt như thế. Mọi người được Thư Hiền giả dẫn đường đi đến Tiên Lăng. Thiên Khí, Thích Thiên và Tà Quân cũng đi theo sát. Cả đường đi Diệp Huyền im lặng nhìn về phía đằng xa, không biết đang nghĩ gì. Đông Lý Nam đứng bên cạnh Diệp Huyền nói, đang tức giận sao? Diệp Huyền lắc đầu, không ạ. Đông Lý Nam thở dài, bà nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyền rồi không nói gì nữa. Lúc này Thiên Khí bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn ta lấy một miếng thịt ra rồi đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Thiên Khí nhìn hắn không nói gì. Diệp Huyền ngây người một lúc lâu rồi mới nhận lấy thịt để ăn. Thích Thiên ở một bên bỗng nói, Diệp Huynh, khí vận đại đạo của Huynh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần nữa, các ngươi giữ lấy đi. Thích Thiên lắc đầu, đây là của Huynh, Huynh. Diệp Huyền nhìn Thích Thiên, người giữ đi. Thích Thiên im lặng không nói. Gã có thể cảm nhận được Diệp Huyền thật sự không để tâm đến khí vận đại đạo này. Lúc này Đông Lý Nam nói, họ là bạn của con à. Diệp Huyền gật đầu. Đông Lý Nam trầm tư hồi lâu nói, lão quân. Bà vừa dứt lời, ông lão kiếm tu bỗng xuất hiện bên cạnh Đông Lý Nam. Đông Lý Nam khẽ nói, ông chỉ bảo cho ba người họ. Ông lão kiếm tu gật đầu, vâng. Nói rồi ông ta quay đầu sang nhìn Thích Thiên, Thiên Khí và Quân Tà các ngươi đi theo ta. Thích Thiên và Quân Tà nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo. Trước đó ông lão kiếm tu trước mặt này suýt nữa đã giết luôn Tuế Nguyệt Tiên đó, đây là ông lớn siêu cấp. Lúc này Thích Thiên ở đằng xa đột nhiên dừng lại, gã nhìn về phía Thiên Khí, người đang làm gì thế? Thiên Khí lấy thịt ra tiếp tục ăn. Hắn ta không có một chút hứng thú gì với việc chỉ bảo gì đó, trong mắt chỉ có thịt thôi. Thấy Thiên Khí không động đậy, Thích Thiên trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó đi đến trước mặt, kéo y đi. Mấy người Thư Hiền giả bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, họ biết họ đã chọc đến một thế lực siêu cấp rồi. Lúc này chuyện đã lớn hơn rồi. Đông Lý Nam không để ý đến họ, mấy người Thư Hiền giả cũng không dám chạy, chạy có nghĩa là tìm chết. Lúc mấy người Đông Lý Nam đi thì ở Thái Cổ Thần Địa, trong Thái Cổ Thần Điện, Thái Cổ Thần Thụ chạy đến trong Điện Thái Cổ Thần, một lúc sau một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Âm thanh này là tiếng cười của Thái Cổ Nguyên tộc trưởng Thái Cổ Thần tộc đó. Thái Cổ Nguyên cười lớn hơn. Ông ta cược thắng rồi. Lần này ông ta cược đúng rồi. Thiếu niên này có lai lịch không tầm thường, Thái Cổ tộc có hy vọng quay về Thái Cổ Thành rồi. Cười một lúc rồi Thái Cổ Nguyên lại rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt chua xót. Không lâu sau mấy người Đông Lý Nam đi vào một vùng tinh không không biết tên, tinh không này cực kỳ rộng lớn, xung quanh đôi khi còn có cường giả bay ngang qua, khí tức đều rất mạnh nhưng Tuế Nguyệt Tiên thì lại rất ít. Vũ trụ Tiên Lăng. Tiên Lăng độc chiếm một vùng vũ trụ. Khi mọi người đi vào vũ trụ Tiên Lăng, khí tức đáng sợ bao vây chặt lấy đám người Diệp Huyền. Đông Lý Nam nhíu mày, giết. Bà vừa dứt lời, một ông lão bên cạnh bà bỗng biến mất, ngay sau đó thời không ở tận cuối tinh không đột nhiên nổ tung, tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết vang lên. Ầm. Lúc này cả giới Tiên Lăng đều chấn động. Có kẻ địch xâm phạm. Rất nhanh một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt mấy người Đông Lý Nam, khi nhìn thấy mấy người Thư Hiền giả, ông lão này nhíu mày, Thư Hiền giả, ngươi. Nói đến đây như thể nhận ra điều gì, ông ta trợn mắt các ngươi. Thư Hiền giả gật đầu, thông báo cho Lăng chủ. Lăng chủ. Ông lão cảm thấy hoảng hốt, không dám do dự lâu vội vã xoay người rời đi. Ông ta biết chuyện này không đơn giản. Đông Lý Nam bỗng quay sang nhìn Diệp Huyền khẽ nói, con nghĩ xử lý thế nào? Diệp Huyền trầm tư một lúc rồi nói, giết. Giết. Đông Lý Nam gật đầu, được. Vừa dứt lời, bà lấy một tấm lệnh bài ra, sau đó lệnh bài bay lên trời rồi biến mất ở cuối tinh không. Lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này chính là Đạo Minh Lăng chủ của Tiên Lăng,
Đạo Minh nhìn đến Đông Lý Nam khẽ nhíu mày, vì ông ta chưa từng gặp Đông Lý Nam. Ông ta cơ bản đều biết đến cường giả đỉnh cấp và thế lực đỉnh cấp ở các vũ trụ đã biết tên hiện nay, nhưng ông ta chưa từng gặp mấy người Đông Lý Nam. Đây là người từ đâu đến thế? Đạo Minh nhíu mày. Đông Lý Nam không cảm xúc nói, không cần nhiều lời vô nghĩa, lão quân, lão cố, giết, hễ là gặp ai, đều giết cho ta. Bà vừa dứt lời, lão quân đó bỗng biến thành một luồng kiếm quang lao ra. Tiếng kiếm vang lên khắp cả tiên lăng. Thấy lão quân đã ra tay, ánh mắt Đạo Minh hiện lên tia hung ác, thấy tiên lăng ta dễ bắt nạt lắm à. Vừa dứt lời, vô số khí tức khủng khiếp ở nơi sâu thẳm ở tinh không đằng sau ông ta bay lên trời. Cường giả đỉnh cấp hơn cả Tuế Nguyệt Tiên. Đông Lý Nam mặt không cảm xúc, giết. Vừa dứt lời, cách phía sau bà không xa, hai mươi mấy khí tức mạnh mẽ bỗng lao đến. Mỗi luồng khí tức đều là cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên. Thấy cảnh tượng này, Đạo Minh trợn tròn mắt, thế mà lại có nhiều cường giả cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên như thế. Rốt cuộc đây là thế lực nào? Không có câu trả lời. Lúc này ông ta đã không có thời gian điều tra nữa vì hai bên đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Áp chế trực tiếp. Mấy người lão quân áp chế các cường giả đỉnh cấp của Tiên Lăng, không, là thảo phạt mới đúng. Thấy thế ánh mắt Đạo Minh đó hiện lên vẻ khó mà tin được. Đúng lúc này thời gian và không gian ở chân trời bỗng nứt ra, ngay sau đó lại có mười mấy khí tức đáng sợ nữa đánh tới. Cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả Tiên Lăng đó đều sửng sốt. Mấy cường giả này ở đâu ra mà nhiều thế? Đông Lý Nam bỗng nhìn về phía Thư Hiền giả, không phải muốn nhiều người hơn sao? Nào, Dương tộc ta và các ngươi so, nếu thấy không đủ thì ta gọi thêm 1.000 Tuế Nguyệt Tiên nữa đến. Mọi người. 1.000 vị Tuế Nguyệt Tiên. Nghe vậy, mọi người trong sân đều sửng sốt. Tuế Nguyệt Tiên là rau cải trắng à? Phải biết là, ngay cả mạnh như Tiên Lăng, mà số lượng Tuế Nguyệt Tiên cảnh cũng không quá 10 người. Mà người phụ nữ trước mặt này lại nói có thể gọi ra 1.000 vị Tuế Nguyệt Tiên. Đây là đang hù dọa mình sao? Đạo Minh nhìn Đông Lý Nam chằm chằm, ngươi gọi đi. Ngươi gọi đi. Ông ta muốn cược, cược người phụ nữ này không gọi được 1.000 cao thủ Tuế Nguyệt Tiên. Nghe thấy lời này của Đạo Minh, vẻ mặt Đông Lý Nam vô cảm, bà mở lòng bàn tay, một kiếm lệnh đột nhiên phóng lên trời, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời vô tận. Một lúc sau, vùng tinh không xa xôi kia đột nhiên chuyển động, sau đó, từng luồng hơi thở mạnh mẽ từ tinh không sâu thẳm tràn ra, chớp mắt, tinh không sôi sục, ngay sau đó, từng cao thủ mạnh mẽ xuất hiện trong tinh không. Thấy cảnh này, ánh mắt Đạo Minh kia bỗng thay đổi, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ha ha! Lúc này, tinh không sâu thẳm đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, muốn đánh nhau sao? Ngay sau đó... Hơn 1.000 cao thủ cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên đã xuất hiện trên bầu trời Tiên Lăng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thật sự có hơn 1.000 cao thủ cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên đến rồi. Sắc mặt nhóm người Đạo Minh khó coi đến cực điểm, như thể ăn phải phân vậy. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy hoảng rồi. Những người trước mắt này rốt cuộc lai lịch thế nào? Sau khi các cao thủ Tuế Nguyệt Tiên kia đến, lập tức đến bên cạnh Đông Lý Nam hành lễ, rất kính trọng Đông Lý Nam không chút che giấu. Lúc này, Đông Lý Nam bỗng nhìn sang Diệp Huyên bên cạnh, con trai ta. Con trai. Nghe vậy, mọi người trong sân chợt ngây người, sau đó vội hành lễ, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt kiếp chủ phía xa thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thiếu chủ. Thật ra... Từ khi Đông Lý Nam xuất hiện, gã đã biết, xong đời rồi. Thực sự xong đời rồi. Đây chắc chắn là thế lực siêu cấp kinh khủng, mà sự thật đã chứng minh, gã không hề nghĩ sai, mà chuyện gã không ngờ được là lai lịch Diệp Huyên lại kinh khủng đến như vậy. 1.000 cao thủ Tuế Nguyệt Cảnh. Đây là khái niệm gì? Quá kinh khủng. Không chỉ kiếp chủ, mà các cao thủ Tiên Lăng trong sân cũng đều ngơ ngã. Hơn 1.000 cao thủ Tuế Nguyệt Cảnh, đây là ma quỷ hay sao? Trong sân, những cao thủ Tuế Nguyệt Cảnh kia vẫn đang hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên. Người này, là con trai của kiếm chủ, đương nhiên bọn họ hiếu kỳ rồi. Lúc này,
Đạo Minh kia bỗng nói, các hạ, Tiên Lăng ta và các ngươi không thù không oán, tại sao các ngươi lại muốn như vậy? Đông Lý Nam cười lạnh, không thù không oán. Ngươi đang đùa với ta sao? Tiên Lăng ngươi cử ra hai tuế nguyệt cảnh đi giết con trai ta, ngươi nói với ta chúng ta không thù không oán. Nghe vậy, Đạo Minh nhíu mày, sau đó, ông ta nhìn sang nhóm thư hiền giả bên cạnh, các ngươi làm sao? Sắc mặt thư hiền giả có chút khó coi. Nhìn thấy sắc mặt thư hiền giả, vẻ mặt Đạo Minh lập tức u ám, ông ta lạnh lùng liếc nhìn thư hiền giả, sau đó nhìn Đông Lý Nam, các hạ, chuyện này là do kẻ khác của Tiên Lăng làm, không liên quan đến Tiên Lăng ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giải thích ra nhẽ cho các hạ. Đông Lý Nam khẽ nhếch miệng châm chọc, giải thích, không cần ngươi làm, giết, toàn bộ cao thủ trong Tiên Lăng, đều giết hết cho ta. Vừa dứt lời, mọi người sau lưng bà lập tức lao về phía các cao thủ Tiên Lăng. Thấy vậy, sắc mặt Đạo Minh lập tức thay đổi, ông ta vẫn đang muốn nói gì đó thì một luồng kiếm quang đã chém đến trước mặt ông ta. Giết! Dưới sự tấn công của hơn 1.000 tuế nguyệt cảnh, Tiên Lăng hùng mạnh lập tức tan tác, căn bản không có sức đánh. Ngay cả khi Tiên Lăng dùng trận pháp thì vẫn như cũ, không có tác dụng gì. Ngay sau đó, là giết sạch. Điên cuồng tàn sát. Trong Tiên Lăng, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Mà ở bên kia, nhóm người thư hiền giả tái cả mặt, ánh mắt như cho tàn. Thôi rồi. Tiên Lăng cứ vậy mà mất rồi. Tiên Lăng ở trước mặt nhóm các cao thủ hùng mạnh, gần như chẳng có sức đánh trả. Ngay lúc này, một luồng hơi thở kinh khủng bỗng phóng lên trời từ trong Tiên Lăng, ngay sau đó, một ông lão đã xuất hiện trên bầu trời Tiên Lăng. Người này, chính là Lão Tổ Tiên Lăng. Lão Tổ Tiên Lăng xuất hiện, khiến các cao thủ Tiên Lăng vốn đang tuyệt vọng thì lại nhen nhóm chút hy vọng. Vô số cao thủ Tiên Lăng đều quỳ xuống. Lão Tổ Tiên Lăng nhìn trong sân, sắc mặt ông ta trùng xuống, ông ta nhìn Đông Lý Nam bên dưới, đang định nói thì ngay lúc ấy, vô số tàn ảnh bỗng lao đến trước mặt ông ta, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vung mạnh tay áo. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, sau đó Lão Tổ Tiên Lăng lập tức tan thành cho bụi. Tất cả mọi người sững sờ. Mất rồi sao? Vẻ mặt Đông Lý Nam vô cảm, tiếp tục giết, một kẻ cũng không tha. Trong sân, các cao thủ lập tức lao vào Tiên Lăng. Trận tàn sát này, kéo dài cũng chừng một canh giờ, cả vũ trụ Tiên Lăng này, phàm là cao thủ Tiên Lăng thì đều giết sạch. Đương nhiên, kiếp chủ và thư hiền giả kia vẫn chưa chết, vì Đông Lý Nam muốn bọn họ đích thân nhìn Dương tộc bà tàn sát Tiên Lăng thế nào. Lúc này, thư hiền giả và kiếp chủ kia mặt như cho tàn, xong rồi, mọi thứ mất hết rồi. Lúc này, Đông Lý Nam quay đầu nhìn kiếp chủ và thư hiền giản phía xa, không phải muốn so người đông, không phải muốn ỷ thế hiếp người sao. Gương mặt thư hiền giả xám xịt như cho, nói nhiều làm gì. Muốn giết cứ giết. Cầu xin. Không thể nào. Vì làm như vậy, cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Đông Lý Nam khẽ vung tay phải, một luồng kiếm quang đột nhiên đâm vào giữa trán thư hiền giả. Linh hồn thư hiền giả lập tức bị đánh vỡ chôn vùi. Đông Lý Nam nhìn kiếp chủ phía xa, kiếp chủ bỗng nhìn sang Diệp Huyên, gã nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thú vị lắm sao? Thú vị lắm sao? Giả heo ăn cọp, trước tiên ra vẻ yếu ớt. Sau đó lại để người sau lưng ra sân, làm như vậy thú vị lắm sao? Diệp Huyên liếc nhìn kiếp chủ, sau đó nói, ngươi cắn ta. Kiếp chủ đột nhiên giống lớn, nhưng sau đó, một luồng kiếm quang lập tức xuyên qua giữa trán gã. Thân thể kiếp chủ lập tức nổ tung, tia chớp tan biến. Bị xóa bỏ hoàn toàn. Trong sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tiên Lăng hùng mạnh cứ vậy bị tiêu diệt rồi. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Đông Lý Nam, ông ta trầm giọng nói, có một người chạy trốn rồi. Nghe vậy, Đông Lý Nam khẽ nhíu mày. Ông lão trầm giọng nói, người này có đại đạo vận khí, người của chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn, trực tiếp bị gã giết chết. Vẻ mặt Đông Lý Nam bình tĩnh, đuổi theo. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, không cần đâu. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên nói, hắn sẽ đến tìm con. Đông Lý Nam do dự chốc lát rồi gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Nam, khẽ nói, mẫu thân, giúp con thêm một chuyện,
có được không? Đông Lý Nam trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đứa trẻ ngốc, người nhà mình mà còn khách sáo vậy làm gì? Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn qua, tiền bối Thái Cổ Nguyên, xuất hiện đi. Ở phía xa, thời không bỗng nứt ra, sau đó, một ông lão chậm rãi bước ra. Người này, chính là Thái Cổ Nguyên, thật ra, ông ta đã đến từ sớm rồi. Ông ta đích thân chứng kiến Tiên Lăng tiêu tàn. Không thể không nói, trong lòng ông ta kinh sợ đến cực điểm. Mạnh như Tiên Lăng mà lại bị tiêu diệt rồi. Ai dám tin? Diệp Huyên nhìn Thái Cổ Nguyên, khẽ nói tiền bối, bảo người trong tộc của ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đến Thái Cổ Thành. Thái Cổ Nguyên chợt ngây người, sau đó vội nói, đa tạ Diệp Thiếu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trong sân, Diệp Huyên nhìn phía xa, không biết đang nghĩ gì. Đông Lý Nam khẽ nói, có muốn đi cùng ta không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Đông Lý Nam thấp giọng nói, ta không muốn để con gánh vác quá nhiều. Diệp Huyên lắc đầu, có vài chuyện, con không thể không gánh vác. Đông Lý Nam thở dài trong lòng. Như lời Diệp Huyên nói, có vài chuyện, quả là hắn không thể không gánh vác. Cả đời làm một người thế hệ thứ hai, hay làm thế hệ thứ nhất? Rất rõ ràng, hắn chọn vế sau. Ngay lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Đông Lý Nam, ông ta khẽ thi lễ, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ để trước mặt Đông Lý Nam, chủ mẫu, tài sản cả Tiên Lăng đều nằm trong nhẫn này. Đông Lý Nam nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay người để vào trong tay Diệp Huyên, giữ lấy. Mà Diệp Huyên cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên bỗng hỏi, mẫu thân, bọn họ là? Đông Lý Nam liếc nhìn những cao thủ xung quanh, cười nói, con nói bọn họ sao? Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Nam cười nói, là người đã nhận ân huệ của cha con, còn có một vài người là tự mình đi theo cha con. Người đi theo. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Đông Lý Nam bỗng lại nói, kẻ có đại đạo vận khí của Tiên Lăng kia, con có nắm chắc sẽ đối phó được không? Diệp Huyên gật đầu, hắn sẽ đến tìm con, để tự con đối mặt đi. Đông Lý Nam gật đầu, được, ta tin con. Ngay lúc này, Thái Cổ Nguyên đã đưa các cao thủ Thái Cổ tộc đến trong sân, không nhiều, chỉ có chưa đến một vạn. Thái Cổ tộc đã từng huy hoàng, hiện tại chỉ còn lại chưa đến một vạn người, không thể không nói, quả có chút bi thương. Thái Cổ Nguyên vội đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Thái Cổ Nguyên kích động nói, đa tạ. Diệp Huyên lắc đầu, là ta nên cảm ơn các người, cảm ơn khi đó các người đã giúp đỡ nhiều. Thái Cổ Nguyên khẽ cười, không thể không nói, lần này là lần đầu tư đúng đắn nhất trong đời ông ta. Ông ta cược thắng rồi, đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là hiện tại Thái Cổ tộc kết giao với Diệp Huyên, mà kết giao với Diệp Huyên đồng nghĩa kết giao với thế lực kinh người hùng mạnh. Cơ duyên này mới là thứ mà ông ta coi trọng nhất. Quen biết với thế lực mạnh như vậy, sau này ai dám gây chuyện với Thái Cổ tộc chứ? Quả là món hời. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Thái Cổ Nguyên, mọi người đã đến Thái Cổ thần vực, đây chính là quê nhà lúc trước của Thái Cổ thần tộc, mà khi vừa tiến vào Thái Cổ thần vực, một luồng hơi thở kinh người đã bao phủ mọi người trong sân. Đông Lý Nam dẫn đầu nhíu chặt mày, lúc này, quân lão bên cạnh bà bỗng nói, chủ mẫu cẩn thận, nơi này có hành giả luân hồi. Đông Lý Nam gật đầu, không sao, thứ rác rưởi mà thôi. Quân lão. Ở bên cạnh, một ông lão thấp giọng nói, chủ mẫu, có cần điều động Dương Gia Quân không? Dương Gia Quân. Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó nhìn Đông Lý Nam, khẽ nói, Dương Gia Quân là gì? Đông Lý Nam khẽ cười. Là do ta và mấy người gì tô con thành lập, những người để bảo vệ Dương tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất mạnh sao. Đông Lý Nam chớp mắt, chỉ cần một người là có thể quét sạch các cao thủ trong sân. Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng cạn lời rồi. Tâm tu đạo vốn dĩ rất kiên định lại bị dao động rồi. Mình có nên quay về kế thừa gia sản không đây? Không thể không nói. Ngay cả hắn cũng không biết thế lực nhà họ Dương rốt cuộc kinh khủng thế nào. Mà bây giờ được bày ra, cũng chỉ là một góc tảng băng chìm. Ngay lúc này,
một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt nhóm đông Lý Nam. Bóng người kia lạnh lùng liếc nhìn Thái Cổ Nguyên phía xa, không ham sống sợ chết mà còn quay lại sao? Thái Cổ Nguyên nhìn bóng người kia, sau đó nói, Man Thiên, đã lâu không gặp. Bóng người tên Man Thiên kia đột nhiên vung tay phải, một luồng sức mạnh kinh người lao về phía Thái Cổ Nguyên. Lão quân bỗng cầm kiếm chém ra. Ầm. Sức mạnh kinh khủng kia lập tức vỡ tan. Man Thiên nhìn lão quân, khẽ nheo mắt, các ngươi lại là ai? Đông Lý Nam nhìn Man Thiên, Thái Cổ thần tộc phải quay về Thái Cổ Thành, ngươi có ý kiến không? Man Thiên giận đến bật cười, ngươi nói quay về thì quay về. Đông Lý Nam bỗng nói, giết. Lão quân đột nhiên lao ra. Bù. Một luồng kiếm quang bỗng xé nát bầu trời. Ầm ầm. Man Thiên kia lập tức bị một kiếm chém bay ra xa mấy vạn trượng. Lão quân đang định ra tay tiếp thì lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trong sân, ông lão nói, đợi đã. Đông Lý Nam khẽ vung tay phải, lão quân lui sang bên cạnh. Ông lão nhìn Đông Lý Nam, sau đó nói, Man Hoang thần tộc ta nguyện ý rời khỏi Thái Cổ Thành. Ở phía xa, Man Thiên kia tức giận nói, tộc trưởng. Ông lão lạnh lùng nhìn Man Thiên, câm miệng. Man Thiên run sợ trong lòng, không dám nói gì thêm, ông ta biết, tộc trưởng đã giận rồi. Đông Lý Nam nhìn ông lão, cũng không nói gì. Đang do dự. Ông lão rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của Đông Lý Nam, lập tức vội nói thêm, các hạ, kể từ nay Man Hoang thần tộc ta rời khỏi Thái Cổ Thành, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không quay về Thái Cổ Thành, nếu làm trái lời này, Man Hoang thần tộc ta sẽ biến mất khỏi thời gian này. Đông Lý Nam im lặng một lúc rồi nói, ta để các ngươi đi, nhưng ngươi phải nhớ rõ lời người nói, Man Hoang thần tộc ngươi nếu dám quay lại kiếm chuyện với Thái Cổ thần tộc, ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Ông lão vội nói, ta hiểu. Đông Lý Nam vung tay, đi đi. Ông lão vội vàng quay người rời đi. Không lâu sau, trong Thái Cổ Thành, vô số cao thủ Man Hoang thần tộc lập tức rời đi, tốc độ rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả Thái Cổ Thành đã biến thành một thành hoang trống trái. Thái Cổ Nguyên đưa một nhóm cao thủ Thái Cổ thần tộc đến dưới cổng thành, lão ta nhìn tường thành trước mắt, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Bao nhiêu năm rồi? Trong sân, các cao thủ Thái Cổ thần tộc phấn khích không kiềm được. Cuối cùng cũng quay lại rồi. Như nghĩ đến gì đó, Thái Cổ Nguyên quay đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, ông ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, kính cẩn thi lễ, Diệp Thiếu, đa tạ. Diệp Huyên hỏi, Man Hoang thần tộc kia là? Thái Cổ Nguyên cười khổ, là kẻ địch của Thái Cổ thần tộc ta, về sau bọn họ thế mạnh, vì vậy, chúng ta bị áp chế, sau đó chúng ta phải chạy ra ngoài. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, giọng điệu phức tạp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có lẽ bọn họ sẽ không dám đến kiếm chuyện với các người nữa đâu. Thái Cổ Nguyên cười nói, ta biết. Man Thiên kia không có đầu óc, không nhìn rõ tình hình, nhưng ông ta biết tộc trưởng Man Hoang thần tộc nhìn ra được. Người trước mắt này, chắc chắn không phải người mà Man Hoang thần tộc có thể dây vào. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, vậy chúng ta cáo biệt vậy. Thái Cổ Nguyên do dự chốc lát rồi nói, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, sau này gặp lại. Nói xong, hắn quay người nhìn Đông Lý Nam bên kia, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Đông Lý Nam gật đầu. Ngay sau đó, mọi người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn chân trời sâu thẳm phía xa, nhẹ giọng nói, kinh khủng như vậy. Ở bên kia. Sau khi tộc trưởng Man Hoang thần tộc đưa các cao thủ Man Hoang thần tộc rời đi, có một vài cao thủ Man Hoang thần tộc vẫn không phục. Trong tinh không, mọi người tranh cãi ầm ĩ. Im miệng. Ngay lúc này, tộc trưởng Man Hoang thần tộc dẫn đầu đột nhiên tức giận. Mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó nhìn tộc trưởng. Sắc mặt tộc trưởng Man Hoang thần tộc cực kỳ khó coi, các ngươi nghĩ là ta muốn rời khỏi Thái Cổ Thành sao? Không nhìn thấy những cao thủ mà người phụ nữ kia dẫn theo sao? Thấp nhất cũng là Tuế Nguyệt Tiên, ước chừng hơn 1.000 người, mười mấy người dẫn đầu đó, đều là hành giả luân hồi, thế lực kinh người như vậy, Man Hoang thần tộc chúng ta lấy gì mà đấu với người ta? Trong sân, các cao thủ Man Hoang thần tộc đều im lặng. Lúc này, một ông lão đột nhiên trầm giọng lên tiếng,
rốt cuộc bọn họ là thế lực nào? Tộc trưởng Man Hoang thần tộc lắc đầu, không biết. Không biết. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Vũ trụ chư thiên hiện nay, có một vài thế lực siêu cấp thì ông ta đều biết rất rõ, nhưng ông ta lại chưa từng gặp nhóm người Đông Lý Nam, vậy là sao? Có nghĩa, đây là một thế lực kinh khủng vượt ngoài nhận thức của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao ông ta quả quyết nhẫn nhịn, rời khỏi Thái Cổ Thành. Lúc này, một ông lão thấp giọng nói, tộc trưởng, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Tộc trưởng Man Hoang thần tộc im lặng, vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trong sân, chính là Lão Quân. Nhìn thấy Lão Quân, tộc trưởng Man Hoang thần tộc chợt nhíu mày, trong sân, các cao thủ Man Hoang thần tộc đều đề phòng. Lão Quân nhìn tộc trưởng Man Hoang thần tộc, sau đó nói, chủ mẫu bảo ta gửi lời với các hạ, ân oán giữa Thái Cổ thần tộc và các ngươi, nàng không hứng thú can dự, sở dĩ chúng ta giúp đỡ Thái Cổ thần tộc, là bởi vì bọn họ đã giúp đỡ thiếu chủ chúng ta, lần này chúng ta đi, chỉ là vì báo ơn, chỉ vậy mà thôi. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc trầm giọng nói, rốt cuộc các người là ai? Lão Quân nói, Dương tộc. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc nhíu chặt mày, Dương tộc. Chưa từng nghe đến. Lão Quân gật đầu, chưa từng nghe đến là bình thường, bởi vì chúng ta không phải ở vũ trụ này. Nói rồi, ông ta quay đầu liếc nhìn, thế lực mạnh nhất vũ trụ này có phải là yêu thiên tộc kia không? Tộc trưởng Man Hoang thần tộc gật đầu, đúng. Vẻ mặt Lão Quân bình tĩnh, tổ tiên yêu thiên tộc yêu thiên năm đó bởi vì nói lời mạo phạm, đã bị kiếm chủ nhốt mấy trăm năm, bây giờ mới ra ngoài. Nghe vậy, ánh mắt tộc trưởng Man Hoang thần tộc chợt thay đổi, các người. Vẻ mặt Lão Quân bình tĩnh, nhìn thấy thiếu niên lúc nãy rồi chứ? Tộc trưởng Man Hoang thần tộc gật đầu, thấy rồi. Lão Quân nói, hắn là thiếu chủ Dương tộc, hiện tại đang rèn luyện bên ngoài, sau này nếu các người có gặp, mong trợ giúp một chút. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc vội nói, đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên. Lão Quân khẽ gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt tộc trưởng Man Hoang thần tộc. Trong vật này, có một truyền thừa, có thể giúp ngươi có cơ hội vượt qua hành giả luân hồi. Vẻ mặt tộc trưởng Man Hoang thần tộc sửng sốt, ông ta nhận lấy nhẫn chứa đồ, quét thần thức, sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi, tiếp đó, ông ta trở nên vô cùng phấn khích, ông ta vội vàng nhìn Lão Quân, run giọng nói, đa tạ, đa tạ. Lão Quân gật đầu, cáo từ. Nói xong, ông ta quay người biến mất nơi chân trời. Trong sân. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc bỗng nhiên cười điên cuồng, hời rồi, mẹ nó, Man Hoang thần tộc lão tử được hời lớn rồi. Các cao thủ Man Hoang thần tộc đều ngơ ngác. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông ta vung tay phải, dáng vẻ Diệp Huyên xuất hiện trong sân, ông ta quát lên, nhớ rõ người này cho ta, sau này nếu gặp được, phải khách khí vào. Nếu người này có cần gì, các người phải dốc hết sức mình giúp đỡ, có nghe rõ chưa? Mọi người ở bên kia trong tinh không, Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên, thật sự không đi cùng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời thì không vậy, sau này con đi tìm người. Đông Lý Nam im lặng một lúc rồi nói, được. Nói rồi, bà quay đầu nhìn Lão Quân bên cạnh, ba tên kia thế nào rồi? Lão Quân gật đầu, thiên tài ngút trời, vạn năm hiếm gặp được một. Mà hiện tại bọn họ đã đạt đến kiểm soát tuế nguyệt, muốn đạt đến tuế nguyệt tiên, phải xem bản thân bọn họ, nhưng, đối với ba người họ mà nói, muốn đạt đến tuế nguyệt cảnh, hẳn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đông Lý Nam gật đầu, được. Nói rồi, bà nhìn Diệp Huyên, vậy ta đi. Diệp Huyên gật đầu, mẫu thân, bảo trọng. Đông Lý Nam khẽ cười, bà giúp Diệp Huyên chỉnh lại quần áo xộc xịch, sau đó nói, con cũng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vâng. Đông Lý Nam ôm lấy Diệp Huyên, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ lặng lẽ bỏ vào tay Diệp Huyên, sau đó, bà quay người rời đi. Các cao thủ khẽ thi lễ với Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn tinh không sâu thẳm, tay phải hắn siết chặt nhẫn chứa đồ trong tay, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong tinh không sâu thẳm xa xôi, Đông Lý Nam đột nhiên dừng lại, mà sau lưng bà, các cao thủ siêu cấp bỗng kích động. Tất cả mọi người kính cẩn thi lễ về phía trước mặt không xa, vô cùng tôn kính. Ở gần đó, có một người đàn ông áo xanh đứng đó.
Kiếm chủ. Đông Lý Nam chậm rãi bước đến bên cạnh người đàn ông áo xanh, nhẹ giọng nói, sao chàng không tự mình đưa đồ kia cho con? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, ta đưa hay nàng đưa, có gì khác biệt sao? Đông Lý Nam trừng mắt nhìn người đàn ông áo xanh, đương nhiên là khác rồi. Hơn nữa, khác biệt còn lớn nữa là... Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không nói. Đông Lý Nam thấp giọng thở dài, cha con hai người. Người đàn ông áo xanh khẽ nói, ta và thiên mệnh với cả Tiêu Giao huynh kỳ vọng vào con rất rất lớn, hy vọng tương lai con có thể đạt đến trình độ chúng ta, thậm chí là vượt qua chúng ta, trật tự vũ trụ mờ mịt này trong tương lai, chắc chắn phải do con nắm giữ, nếu không, ta và thiên mệnh đều không yên tâm. Mà vị ở hệ ngân hà kia, thái độ mập mờ, ý đồ không rõ, chúng ta không dám cược. Nói rồi, y lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Đông Lý Nam thấp giọng nói, không thể giết đối phương sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, có thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Đông Lý Nam có phần không hiểu, tại sao? Người đàn ông áo xanh thấp giọng thở dài, bởi vì nói đúng ra thì đối phương, cũng không tính là người xấu, hơn nữa. Nói đến đây, y lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ba người chúng ta thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, nhưng... Tên kia thì vẫn chưa chúng ta còn cần vị kia. Nói rồi, y đột nhiên lắc đầu khẽ cười, không nói mấy chuyện phức tạp này nữa. Đi thôi. Đông Lý Nam bỗng nói, nếu chàng đã muốn tôi luyện cho con, vậy tại sao còn để ta đến giúp con? Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Đông Lý Nam, ta làm muốn tôi luyện hắn, nhưng ta không muốn khiến con chết mà. Thế nào, trong lòng nàng và con, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng con không phải là ruột già của ta sao? Đông Lý Nam. Sau khi bọn người Đông Lý Nam rời đi, Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Lúc này, Thích Thiên, Tà Quân và cả Thiên Khí đều bước đến bên cạnh hắn, Thích Thiên khẽ gọi, Diệp Huynh. Diệp Huyên lắc đầu nhẹ, Đạo Lăng Huynh. He he. Chính vào lúc đó, bất chợt có tiếng cười từ bên cạnh truyền lại. Bốn người Diệp Huyên ngây ra, bọn họ lập tức quay đầu, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Lúc bốn người bọn Diệp Huyên nhìn thấy người đàn ông đó thì đều ngỡ ngàng. Là Đạo Lăng. Chỉ có điều đó chỉ là linh hồn của Đạo Lăng. Thích Thiên kinh ngạc, Đạo Lăng huynh, không phải huynh đã. Đạo Lăng cười ha ha, bất ngờ lắm đúng không? Nói thật là ta cũng rất bất ngờ. Thích Thiên lắc đầu cười, bước đến trước mặt Đạo Lăng rồi ôm chặt lấy y. Đạo Lăng nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, là muội muội huynh đã cứu ta. Thanh Nhi. Diệp Huyên hơi ngỡ ngàng. Thật ra hắn đã đoán được rồi. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết tại sao lúc đó Thanh Nhi không trả lời, cũng biết tại sao sau khi sự việc xảy ra mới cứu Đạo Lăng. Diệp Huyên bước đến bên cạnh Đạo Lăng vỗ nhẹ lên vai y, về là tốt rồi. Đạo Lăng gật đầu. Sau khi chết một lần, tâm cảnh của y đã hoàn toàn khác. Cùng lúc, thời không gần đó bỗng rạn nứt. Một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, người đó liếc nhìn bốn người bọn họ, cuối cùng, ánh mắt của ông ta đã dừng lại ở Thiên Khí. Lúc ông ta nhìn thấy Thiên Khí, ông ta nheo hai mắt lại, nói, đúng thật là ngươi. Thiên Khí nhìn người đàn ông trung niên và không nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn Thiên Khí chằm chằm, cùng ta về tộc. Về tộc. Diệp Huyên chau mày. Đấy là người cùng tộc với Thiên Khí sao? Đằng xa, Thiên Khí không thèm đếm xỉa đến người đàn ông trung niên, vì hắn ta vốn không nhận ra ông ta. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, ngươi là người trong tộc của Thiên Khí sao? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên, ta là bạn của Thiên Khí. Bạn? Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, ngươi nói ngươi là bạn của hắn sao? Diệp Huyên gật đầu, có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, không vấn đề, ha ha. Diệp Huyên chau mày, người đến đón Thiên Khí về tộc sao? Về tộc. Người đàn ông trung niên ngây ra một lúc rồi cười lớn, người nói đúng, ta đến đón hắn về tộc. Diệp Huyên lắc đầu, huynh ấy không thể về cùng ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên lạnh lùng đáp, mặt ngươi đằng đằng sát khí thế kia mà.
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mỉm cười, nói, thú vị thật, người trẻ tuổi kia, người có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông trung niên cười, nói, có từng nghe nói đến thiên yêu tộc chưa? Diệp Huyên im lặng. Rõ ràng thiên khí là người thiên yêu tộc. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, xem ra ngươi chưa từng nghe, có điều cũng bình thường, người như ngươi thì sao có thể từng nghe nói đến thiên yêu tộc được. Ông ta vừa dứt lời thì nhìn sang thiên khí, tiếp ngay đó, ông ta đột ngột nắm chặt tay phải rồi đấm mạnh về phía thiên khí. Đằng xa, ánh mắt thiên khí có sát khí thoáng qua, hắn ta đang định ra tay thì có một luồng kiếm quang chém về phía người đàn ông trung niên. Diệp Huyên đã ra tay. Lúc này hắn đã đạt đến cảnh giới kiểm soát tuế nguyệt. Ầm. Một vùng kiếm quang nổ tung ra, người đàn ông trung niên bị thanh kiếm chém lùi về sau hơn mấy ngàn trượng. Lúc ông ta dừng lại, cơ thể ông ta liền nứt vỡ ngay. Ông ta cũng là cảnh giới kiểm soát tuế nguyệt. Về phần các cao thủ tuế nguyệt tiên ở đẳng cấp này, ngoài Dương tộc ra, không có một thế lực nào có thể có được nhiều người đến như vậy. Đằng xa, người đàn ông trung niên có vẻ hơi bất ngờ, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh, cút. Người đàn ông trung niên hầm hầm, hỗn xược, ngươi dám nói chuyện với ta như thế, ngươi. Diệp Huyên bỗng biến mất, trong mắt người đàn ông trung niên thu lại, hai vai ông ta đỡ mạnh. Đùng. Kiếm quang vỡ nát, cơ thể người đàn ông trung niên cũng vỡ nát. Tiếp ngay đó, một thanh kiếm chui thẳng vào giữa trán ông ta. Ầm. Chớp mắt, linh hồn của người đàn ông trung niên đã bị hút sạch. Thích Thiên ở bên cạnh nói với giọng nặng nề, Diệp huynh, hình như tộc của thiên khí không thân thiện với huynh ấy lắm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Thích Thiên hạ giọng nói, Diệp huynh, e rằng chúng ta lại có thêm rắc rối mới nữa rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang thiên khí, huynh còn nhớ chuyện trong gia tộc không? Thiên khí lắc đầu. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, nói tu luyện, mục tiêu là tuế nguyệt tiên. Tuế nguyệt tiên. Mấy người Thích Thiên đều gật đầu, từ cuộc chiến lần trước, cộng thêm chỉ dẫn từ mấy người lão quân, bọn họ đã gặt hái được không ít, bây giờ vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết. Mọi người liền tìm một tinh không yên tĩnh, sau đó tự mình tu luyện. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn vào hai chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, một trong số đó là bảo vật tiên mạch. Hắn liếc nhìn thì thấy có đến hơn 400 vạn trụ mạch. Nhiều không, thật ra là rất nhiều. Đấy là toàn bộ gia sản của một thế lực cổ xưa. Không biết phải tích góp mất bao nhiêu vạn năm mới có được chừng đó trụ mạch. 400 vạn trụ mạch, cộng thêm số ít mà Đông Lý Nam để lại cho hắn nữa, bây giờ hắn có đến 700 vạn đường. Phải nói đấy là một khối tài sản lớn. Còn chiếc nhẫn còn lại thì chỉ có một cuốn sách. Diệp Huyên mở cuốn sách ra, cuốn sách bỗng biến thành một luồng kiếm quang, chui vào giữa trán hắn. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên rung lên dữ dội, vô số thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Trảm hư, nếu luyện được kiếm kỹ này thì có thể phá được tuế nguyệt, phá được luân hồi, phá được tất cả. Đơn giản chỉ có một hàng chữ giải thích. Diệp Huyên biết chắc đấy là do cha hắn để lại cho hắn. Trảm hư vô. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau, hắn xòe bàn tay ra, một thanh kiếm hình thành trên tay hắn. Hư vô là gì? Hư vô là một hình thức tồn tại tuyệt đối của siêu thời không, siêu vật chất có thuộc tính hòa không có bất cứ ý nghĩa gì bên ngoài vũ trụ. Hư vô là nguồn gốc của vạn vật, nơi quy tụ muôn loài. Tuế nguyệt là hư vô. Luân hồi là hư vô. Vận mệnh cũng là hư vô. Nhất kiếm chảm hư vô là chém vào bản chất của vũ trụ vạn tượng. Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, thanh kiếm trong tay rung nhẹ. Ba ngày sau, Diệp Huyên bỗng mở mắt, chém ra một kiếm. Bù! Khi thanh kiếm được chém ra, một vùng của dòng sông Tuế Nguyệt lập tức bị xé toạc. Không chỉ có vậy, hắn có kinh ngạc phát hiện ra, Tuế Nguyệt chi lực vừa chạm vào thanh kiếm đó của hắn thì lập tức hóa thành hư vô ngay. Khắc tinh của Tuế Nguyệt chi lực sao? Diệp Huyên ngây ra. Không chỉ có vậy, Diệp Huyên còn phát hiện hình như còn có sức mạnh gì khác nữa cũng bị kiếm của hắn chém nát. Có điều, cụ thể là sức mạnh gì thì hắn cũng không biết.
theo suy đoán của hắn thì chắc là một loại sức mạnh trên cả tuế nguyệt chi lực. Lúc này, đạo lăng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cơ thể của y đã khôi phục hoàn toàn. Đạo lăng mỉm cười, nói, thực lực của ngươi lại nâng cao nữa rồi. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ mặc dù hắn vẫn chưa phải là tuế nguyệt tiên nhưng có kiếm kỹ mà cha để lại cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy áp lực khi gặp tuế nguyệt tiên. Phải biết rằng vốn dĩ hắn và dòng sông tuế nguyệt đã hợp làm một thể, giờ lại có kiếm kỹ chuyên khắc chế tuế nguyệt chi lực nữa nên cao thủ tuế nguyệt tiên đã không còn uy hiếp được hắn nữa. Có điều cao thủ tầm cỡ lão quân thì vẫn có sức uy hiếp rất lớn với hắn. Hành giả luân hồi. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ. Lúc này, đạo lăng bỗng nói, tiếp đến có dự tính gì? Diệp Huyên nhìn đạo lăng, các huynh thì sao? Đạo lăng im lặng một lúc rồi nói, bọn ta muốn đi sông Pha. Sông Pha. Sau khi ra ngoài, họ phát hiện vũ trụ thật sự rất lớn, còn bọn họ thì lại rất bé nhỏ, nếu cứ tự bó hẹp mình, không ra ngoài xem thử thì e rằng thành tựu của họ sẽ chỉ dừng lại ở tuế nguyệt tiên thôi. Mà mục tiêu của bọn họ thì không chỉ có tuế nguyệt tiên. Diệp Huyên nhìn sang Thích Thiên và Quân Tà đang bước qua, hai người họ cũng khẽ gật đầu. Rõ ràng mọi người đều muốn ra ngoài sông Pha. Diệp Huyên bỗng nói, mọi người có hiểu gì về Tiên Lăng, người có khí vận đại đạo không? Quân Tà ở bên cạnh hạ giọng nói, ta biết chút ít. Mọi người nhìn sang Quân Tà hạ giọng nói, người kia tên Tiên Phong, là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử của Tiên Lăng, cảnh giới hiện tại của y chắc là Tuế Nguyệt Tiên. Trước đây, lúc xảy ra đại chiến, mấy cao thủ siêu cấp của Tiên Lăng đã bảo vệ cho y rời khỏi. Hắn ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, chắc y sẽ đến tìm chúng ta. Đạo lăng mỉm cười, nói, vậy thì đợi y đến thôi. Thích Thiên bỗng nói, bây giờ chúng ta còn phải đối mặt với một vấn đề, đó là thiên khí. Thiên khí. Mấy người họ cùng nhìn về thiên khí, thái độ của người đàn ông trung niên trước đó khiến bọn họ biết được thiên yêu tộc gì đó rất thù ghét thiên khí. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí. Nhìn thiên khí rồi nói, huynh có muốn quay về gia tộc của mình không? Thiên khí im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, nếu muốn quay về thì bọn ta có thể về cùng huynh. Thiên khí im lặng một lúc lâu rồi nói, cha bảo ta về. Diệp Huyên hỏi, ông ấy có nói huynh phải về làm gì không? Thiên khí lắc đầu, bảo ta trở nên thật giỏi rồi hắn quay về. Mấy người Diệp Huyên nghe vậy thì nhìn vào mắt nhau. Rõ ràng năm xưa thiên khí không phải rời khỏi thiên yêu tộc một cách bình thường, e rằng còn có ân oán bên trong. Thích Thiên nhìn sang Diệp Huyên, vậy tạm thời khoan hắn quay về. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì khoan hắn về, đợi sau này chúng ta đạt đến tuế nguyệt tiên, chúng ta sẽ cùng huynh quay về xem thử. Nếu như vẫn còn người thân ở đó thì sẽ nhận lại, nếu thiên yêu tộc không chấp nhận huynh thì huynh hãy đi với bọn ta sẽ đưa huynh cùng nhau đi lang bạc. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên mỉm cười, đang định nói thì đột nhiên quay đầu nhìn sâu vào tinh không, trong tinh không xa xăm, có một luồng khí tức đáng sợ đang ập đến. Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên chau mày. Lúc này, thời không trước mặt bọn Diệp Huyên bỗng bị xé rách, tiếp ngay đó, một ông già từ từ bước ra. Sau khi ông già bước ra, ông ta liền nhìn thẳng vào thiên khí. Lúc nhìn thấy y thì ánh mắt lập tức trở nên hung dữ, đúng là đồ tiện nhân nhà ngươi rồi. Ông ta nói xong thì quay sang nhìn Diệp Huyên, là ngươi đã giết yêu của thiên yêu tộc ta sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông già nheo mắt, vậy ngươi đã sẵn sàng bị diệt tộc chưa? Diệp Huyên. Diệt cả tộc. Mấy người đạo lăng đều có biểu cảm kỳ lạ. Giết một mình Diệp Huyên thì may ra còn có cơ hội. Nhưng giết hết của tộc của Diệp Huyên thì hình như không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Huyên cũng không tức giận mà hỏi với vẻ hơi tò mò, thiên khí yêu nghiệt như vậy, theo lý mà nói, đáng lẽ ra thiên yêu tộc của các ngươi phải coi trọng huynh ấy mới đúng, sao các ngươi lại xem huynh ấy như kẻ thù thế kia? Ông già mỉm cười, có liên quan gì đến ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi, vì huynh ấy là bạn của ta. Bạn. Ông già phì cười rồi nói, ngươi cũng thú vị thật, không ngờ lại làm bạn với một tên thấp hèn. Diệp Huyên chau mày, sao ngươi lại nói chuyện trịch thượng đến thế? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm,
vì ta chưa bao giờ cho rằng ngươi có tư cách đứng nói chuyện với mình. Diệp Huyên lắc đầu, các huynh đệ, chém chết lão ta. Hắn nói xong thì xông tới. Bù! Một luồng kiếm quang vút qua. Vào giây phút Diệp Huyên biến mất, mấy người đạo lăng ở bên cạnh cũng thi nhau xông lên. Đồng loạt ra tay. Ông già thấy mấy người Diệp Huyên ra tay thì nhếch mép cười khinh miệt, chưa đạt đến tuế nguyệt tiên mà cũng dám. Ông ta vừa nói đến đây thì như phát hiện ra điều gì đó, trong mắt đột ngột co lại, sự xem thường trong ánh mắt cũng lập tức tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng. Ông ta không dám chủ quan nữa, đột ngột nhún người lên cao rồi đánh một chưởng xuống dưới. Ầm! Một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra từ trong lòng bàn tay ông già, toàn bộ tinh không lập tức sụp đổ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Đùng! Bốn người Diệp Huyên bị chấn lùi về sau, đồng thời ông già cũng lui liên tục. Lúc dừng lại, ông già ngẩng đầu nhìn về năm người Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, các ngươi. Ông ta không ngờ dù năm người này không phải tuế nguyệt tiên nhưng thực lực lại đáng sợ đến vậy. Rõ ràng là rất siêu phàm. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Hắn vừa dứt lời rồi chợt biến mất khỏi chỗ đứng. Bù! Một tia kiếm quang chém đến trước mặt ông già. Hai mắt ông ta nheo lại, ánh mắt thoáng vẻ hung tợn, tiếp ngay đó, người này liền xông lên, đấm về phía trước. Ầm! Đấm đó vừa được đánh ra thì một luồng tuế nguyệt chi lực đáng sợ ào ra từ trong cú đấm kia. Chính vào lúc ấy, Diệp Huyên ra tay, từ từ nhắm hai mắt lại, chảm hư vô. Hắn vừa dứt lời, tiếng kiếm vang lên. Bù! Diệp Huyên xuất kiếm, trong mắt ông già đột ngột co rụt mạnh mẽ, cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy ông ta. Nguy hiểm! Đấy là cảm giác lúc này của ông ta. Nhưng giờ ông ta có muốn rút lại cũng không còn kịp nữa rồi. Ầm! Một tiếng nổ đột ngột vang lên, tuế nguyệt chi lực đáng sợ trước mặt ông già bỗng nổ tung, cơ thể người này liền bị chém bay ra xa hơn mấy vạn trượng. Tới khi dừng lại, cơ thể của ông ta liền vỡ nứt, một thanh kiếm đột ngột xuyên qua trán ông ta. Ầm! Linh hồn của ông già trở nên hư ảo trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người đạo lăng đang đứng bên cạnh. Lúc này, mọi người đều ngây ra. Bao gồm cả bản thân Diệp Huyên. Vì đây là lần đầu tiên hắn thi triển trảm hư vô, không ngờ kiếm đó lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Thứ gì thế? Đến cả cao thủ cấp tuế nguyệt tiên cũng không thể chống đỡ nỗi kiếm đó sao? Đằng xa, ông già với linh hồn đang mất dần nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, vẻ mặt không thể nào tin nổi, đấy là thứ gì? Diệp Huyên liếc nhìn ông già, nhất kiếm chảm hư vô. Có thể phá được mọi thứ trên thế giới. Ông già run run giọng nói, chuyện này, sao có thể xảy ra? Diệp Huyên bình thản, lên đường bình an. Hắn vừa dứt lời thì xòe tay ra. Một luồng kiếm quang bay ra từ trong bàn tay hắn, xóa bỏ hoàn toàn linh hồn của ông già. Xong rồi. Bọn đạo lăng ở bên cạnh đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt, mọi người nhìn ta làm gì? Đạo lăng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, kiếm lúc nãy của huynh là kiếm gì vậy? Diệp Huyên mỉm cười đáp, chảm hư vô. Đạo lăng hơi chau mày, hình như trước đây chưa từng thấy huynh thi triển. Diệp Huyên mỉm cười, ta vừa mới lĩnh hội ra. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi. Quân Tà ở bên cạnh khẽ than, lợi hại thật. Đạo lăng nhìn sang Quân Tà, huynh tin lời huynh ấy sao? Quân Tà thật thà gật đầu, đương nhiên. Đạo lăng lắc đầu, huynh còn non quá. Quân Tà. Mặt khác, phải nói là lúc này Diệp Huyên đang rất phấn khích. Hắn không ngờ uy lực của trảm hư vô lại đáng gờm đến vậy. Có thể hạ được tuế nguyệt tiên trong tích tắc sao? Khiếp thật! Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về trảm hư vô. Trước đó, hắn vô tình học được chiêu trảm hư vô này nhưng không hề nghiên cứu sâu, vì vậy trình độ kiếm kỹ này của hắn chưa cao. Bây giờ, sau khi chứng kiến được sự khủng khiếp của chiêu kiếm này, hắn đã quyết định nghiên cứu sâu hơn để phát huy uy lực của kiếm này đến mức tối đa. Còn bọn đạo lăng thì cũng điên cuồng tu luyện. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Huyên có thể tiêu diệt được một vị tuế nguyệt tiên chỉ trong tích tắc như thế thì cũng cảm thấy có phần bị đả kích. Mặc dù đều là anh em tốt nhưng bọn họ vẫn muốn ganh đua. Tiếp tục tu luyện.
Tiên Lăng. Tiên Lăng hiện tại đã thành một đống hoang tàn, còn các cao thủ trong Tiên Lăng thì gần như đã bị giết chết hết. Tiên Lăng một thời phồn hoa nay đã trở nên cực kỳ hưu quạnh. Một thanh niên đứng trước thành Tiên Lăng, nhìn về phía xa, lặng thinh và không nói gì. Sau lưng thanh niên đó còn có một ông già. Lúc này, ông già bỗng lên tiếng, Tiên Phong, chúng ta nên đi thôi. Tiên Phong. Người đó là thiên tài đứng đầu trong lịch sử của Tiên Lăng và cũng là người có khí vận đại đạo. Tiên Phong nhìn về phía xa, im lặng không nói lời nào. Ông già cảnh giác nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta thật sự nên đi rồi. Tiên Phong bỗng nói, đã điều tra rõ về Dương tộc đó chưa? Ông già lắc đầu, nói với vẻ bất lực, chưa, thế lực đó cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, không có chút tin tức gì, chỉ biết Diệp Huyên là thiếu chủ của Dương tộc. Ông ta đang nói thì do dự một lúc rồi nói tiếp, ta đã điều tra rõ ngọn ngành sự việc, là bọn thư sinh vì muốn lấy lòng người nên đã tự ý đi tìm mấy người Diệp Huyên, muốn giết chết bọn họ để cướp khí vận đại đạo về cho người, chỉ là không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Tiên Phong nghe thấy vậy thì vẻ mặt liền lạnh tanh. Ông già thở dài, bọn họ làm ơn mắc oán, đương nhiên, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía Tiên Phong, Tiên Phong, ta biết người muốn trả thù nhưng thực lực của tộc này không tầm thường, với thực lực bây giờ của người, vốn không thể nào đối đầu với họ. Bây giờ việc mà người nên làm là ẩn mình chờ đợi, khi thời cơ đến thì cho bọn họ một đòn chí mạng. Tiên Phong nói với vẻ mặt không cảm xúc, không cần phải đợi sau này, bây giờ đã có thời cơ rồi. Ông già chau mày, thế là có ý gì? Tiên Phong lạnh lùng nói, ta không biết Dương tộc là gì nhưng ta biết người thanh niên bên cạnh Diệp Huyên là ai, chắc đó là thiên tài thiên diệu yêu nghiệt nhất của thiên yêu tộc năm xưa. Năm xưa khi người này mới vừa sinh ra thì đã có huyết mạch yêu thần, nhưng sau đó không biết vì sao huyết mạch yêu thần của hắn ta bị cướp mất, từ đó về sau, tên yêu này đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên yêu tộc, không ngờ giờ hắn ta lại xuất hiện, mà còn ở bên cạnh Diệp Huyên nữa. Người nghĩ thiên yêu tộc sẽ tha cho tên Diệp Huyên đó sao? Hắn ta vừa nói, vừa từ từ nhắm hai mắt lại, hãy để cho bọn họ giết nhau đi. Nói xong thì quay đầu bỏ đi. Hai người vừa bỏ đi không lâu, một ông già và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông già đấy là Lão Quân. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lão Quân rồi nói, Lão Quân, sao lại không để ta giết người đó để trừ hậu hoạn? Lão Quân mỉm cười, người nghĩ hắn ta có thể uy hiếp được thiếu chủ sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta chỉ cảm thấy nên diệt cỏ tận gốc thôi. Lão Quân khẽ nói, yên tâm đi, hắn chơi không lại thiếu chủ đâu. Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu, cũng đúng, có Dương tộc ở đây thì ai dám động đến thiếu chủ. Hắn. Lão Quân bỗng nói, ngươi tưởng chỗ dựa lớn nhất của thiếu chủ là Dương tộc sao? Người đàn ông trung niên nhìn Lão Quân nói, chỗ dựa lớn nhất của thiếu chủ là cô gái đó. Man Hoang thần tộc. Tộc trưởng Man Hoang thần tộc Man Minh đang bế quan, bây giờ ông ta là hành giả luân hồi, mục tiêu là vượt qua luân hồi, lên vận mệnh cảnh. Vận mệnh là gì? Là thoát khỏi vận mệnh, không bị bút đại đạo can thiệp nhân sinh nữa, thoát khỏi tất cả. Để làm được điều đó là cực kỳ khó. Ngày nay có được mấy người dám nói có thể vượt ra khỏi sự khống chế của bút đại đạo. Bút đạo đạo là thanh đao treo trên đầu của tất cả những người tu luyện, không ai biết được khi nào thanh đao đó sẽ rơi xuống, sau đó sẽ phải chết trong mơ hồ. Nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh thì phải khó khăn đến mức nào? Vốn dĩ ông ta cho rằng cả đời cũng không thể nào tiến thêm bước nữa nhưng không ngờ đột nhiên có cơ duyên to lớn giáng xuống đầu. Một truyền thừa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì Man Minh lại không kiềm được mà cười lớn. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Hôm nay, một ông lão bỗng tiến nhanh đến trước phòng bế quan của Man Minh, hành lễ tộc trưởng. Một hồi sau, giọng nói khó chịu của Man Minh từ trong phòng vọng ra, chẳng phải ta đã căn dặn dù có chuyện gì thì cũng không được đến làm phiền ta rồi sao? Ông già vội nói, là chuyện của Diệp Thiếu. Răng rắc. Cánh cửa đột nhiên được mở ra, Man Minh bước ra ngoài, ông ta nhìn ông già trước mặt. Hỏi, Diệp Thiếu làm sao? Ông già hạ giọng nói, tộc tưởng, ta nhận được tin, thiên yêu tộc đang muốn nhằm vào Diệp Thiếu.
Man Minh chau mày, nhằm vào Diệp Thiếu sao? Ông già gật đầu, đúng vậy, nghe nói đứa con bị bỏ rơi của bọn họ đang ở cùng với Diệp Thiếu, người biết chuyện huyết mạch yêu thần năm xưa rồi đấy, bây giờ cậu thanh niên bị thiên yêu tộc bỏ rơi đã trở thành bạn tốt của Diệp Thiếu, nhưng thiên yêu tộc thì lại không tha cho cậu ta. Man Minh hạ giọng nói, bọn họ muốn nhằm vào Diệp Thiếu sao? Ông già gật đầu, ta nhận được thông tin như vậy, hơn nữa trong tộc đó còn có yêu lớn tiếng muốn diệt hết cả tộc của Diệp Thiếu. Dương tộc, Man Minh ngẩn người, sau đó khẽ nói, uống bao nhiêu rượu rồi thế? Dù cho có một hạt đậu phộng thì cũng không đến mức độ chứ. Trong tinh không, Diệp Huyên lặng lẽ đứng đó, trong tay hắn là hai thanh kiếm thái cổ thần. Tu luyện. Phải nói là sau khi không có tiểu tháp, hắn có hơi vất vả khi tu luyện, khiến trong lòng hơi nhớ tiểu tháp. Cũng không biết tiểu tháp sống ở hệ ngân hà thế nào rồi, bây giờ e là tiểu tháp đã bay lên trời rồi nhỉ. Lần sau gặp lại tên này có cho mình gọi hắn là tháp gia không? Còn tiểu hồn và An Lan Tú? Dĩ nhiên là còn Thanh Nhi nữa. Đã lâu không gặp bây giờ nàng ấy đang làm gì nhỉ? Diệp Huyên mở mắt ra. Hắn nhìn về nơi sâu thẳm tinh không, lúc này hắn như nhìn thấy một người váy trắng. Đúng lúc này dao động khí tức cường giả ngắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Huyên, hắn quay đầu lại nhìn, một ông lão đang đứng ở đằng xa. Khí tức yêu thú. Thiên yêu tộc. Diệp Huyên thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, các ngươi đến nhanh đấy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ta muốn gặp hắn. Diệp Huyên lắc đầu, không cần thiết. Nói rồi tay trái hắn siết chặt kiếm thái cổ thần, vừa định lấy kiếm ra thì ông lão đó bỗng nói, ta chỉ muốn gặp hắn, không có ác ý gì với hắn cả. Diệp Huyên nhìn ông lão không nói gì. Ông lão nói, ta là tam thúc của hắn, ruột thịt. Diệp Huyên trầm tư một lúc mới quay đầu sang nhìn nơi cách đó không xa, mấy người đạo lăng dẫn theo thiên khí đi đến. Khi nhìn thấy thiên khí, ông lão sửng sốt. Sau đó sắc mặt sầm lại nói, mất hết huyết mạch yêu thần, người có thể trưởng thành đến mức này. Thiên khí nhìn ông lão không nói gì. Ông lão bỗng nhìn Diệp Huyên, dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Nói rồi ông ta xoay người bỏ đi. Diệp Huyên nói, ta có một chuyện khá thắc mắc, theo lý thiên khí xuất sắc như thế, thiên yêu tộc ông hẳn nên vui mới đúng chứ. Ông lão gật đầu, vốn dĩ là nên vui mừng. Năm đó cả thiên yêu tộc cũng rất mừng rỡ. Nói đến đây ông ta như nghĩ đến chuyện cũ gì đó thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau đó xảy ra biến cố. Ông lão lắc đầu, chàng trai, biết những chuyện này không có lợi gì với ngươi cả. Hãy nghe ta, bây giờ dẫn hắn đi, càng xa càng tốt. Diệp Huyên nhìn ông lão, ban đầu thiên khí có huyết mạch yêu thần nhưng bây giờ không còn nữa. Tức là huyết mạch yêu thần của hắn bị cướp mất rồi. Mà trước đó người của các ngươi đến tìm hắn, gọi hắn là tạp chủng, nếu ta đoán không nhầm chắc hẳn là mẫu thân của thiên khí có địa vị thấp hèn ở thiên yêu tộc, đến nỗi sau khi thiên khí ra đời, không một ai có thể bảo vệ được hắn mới khiến huyết mạch yêu thần của hắn bị cướp mất, đúng không? Nghe thế ông lão xoay người lại nhìn Diệp Huyên, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thấy được vẻ mặt này của ông lão, sắc mặt Diệp Thiên tối sầm lại. Hiển nhiên là hắn đoán đúng rồi. Ông lão thấp giọng nói, chàng trai, đúng như ngươi nói, mẫu thân thiên khí chẳng qua chỉ là một tỷ nữ nhỏ bé ở thiên yêu tộc thôi, vì có cơ hội được gặp gỡ một lần. Nói đến đây ông ta lắc đầu, năm đó sau khi thiên khí ra đời, cả thiên yêu tộc đều chấn động nhưng không bao lâu, huyết mạch của hắn bị cướp mất, như ngươi nói đấy, mẫu thân hắn ở thế yếu không có khả năng bảo vệ cho hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên khí hẳn là có huynh đệ khác, mẫu thân của huynh đệ hắn có thể lực rất mạnh ở thiên yêu tộc. Ông lão gật đầu, ông ta nhìn Diệp Huyên, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thiếu niên này lại có thể đoán chính xác chuyện xảy ra năm đó, đúng là đáng sợ thật. Diệp Huyên hơi khó hiểu, phụ thân của thiên khí đâu? Lẽ nào ông ta thấy mà mặc kệ sao? Ông lão cười khổ, không thể quản được. Diệp Huyên nhìn ông lão, thiên yêu tộc ông cũng không quản được. Ông lão thấp giọng nói, không thể quản, năm đó quyền hạn lớn của thiên yêu tộc nằm trong tay đối phương đại diện cho thiên yêu tộc, quản thế nào được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi nói, chàng trai, ngươi không phải là người tầm thường nhưng thực lực của thiên yêu tộc không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được.
bây giờ dẫn hắn đi có lẽ vẫn còn kịp. Diệp Huyên lắc đầu, không kịp nữa, giờ họ đã biết thiên khí vẫn còn sống, họ sẽ đuổi giết đến tận nơi. Ông lão không nói gì. Diệp Huyên quay sang nhìn thiên khí vẫn còn đang ăn thịt ở đằng xa, sau đó khẽ nói, một câu cuối cùng, mẫu thân của thiên khí vẫn còn sống chứ? Ông lão gật đầu. Nghe thế thiên khí ở đằng xa bỗng khựng lại. Hắn ta chỉ suy nghĩ rất đơn giản nhưng không ngốc. Diệp Huyên quay sang nhìn ông lão, vẫn còn sống. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi nói, ông đi đi. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, mấy người Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí ở cách đó không xa, thiên khí im lặng một lúc rồi nhìn Diệp Huyên, ta muốn quay về xem thử. Diệp Huyên gật đầu, ta đi với ngươi. Thiên khí lại lắc đầu, nguy hiểm. Hắn ta cũng biết rõ thiên yêu tộc có thái độ gì với hắn ta. Diệp Huyên cười nói, vậy là ngươi định đi về một mình sao? Thiên khí do dự một hồi mới nói, ta lén quay về. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Nói rồi hắn đi đến trước mặt thiên khí nói, ba ngày, sau ba ngày ta sẽ về cùng ngươi được chứ? Một kiếm của hắn chém vào hư không suýt nữa bốc cháy nên hắn muốn tu luyện thêm, mà đám người đạo lăng cũng cần chút thời gian. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên gật đầu. Mọi người lại tiếp tục tu luyện. Một canh giờ sau. Trong một tinh không chưa biết tên nào đó, thiên khí lặng lẽ đứng đó, hắn ta nhìn về phía đằng xa không biết đang nghĩ gì. Cứ thế khoảng nửa canh giờ sau, thiên khí xoay người rời đi. Hắn ta lựa chọn quay về một mình vì hắn ta không muốn liên lụy đến mấy người Diệp Huyên. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, cứ thế mà về sao? Thiên khí sửng sốt xoay người lại, đám người Diệp Huyên đang đứng cách đó không xa. Thiên khí không nói gì. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí, cứ thế mà về là đưa mình vào chỗ chết, có biết không hả? Thiên khí im lặng. Diệp Huyên nói, ngươi từng tin ta chưa? Thiên khí vừa định gật đầu nhưng như nghĩ đến điều gì, hắn ta bỗng nhìn sang đạo lăng, mắt đạo lăng khẽ giật địch, thiên khí, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chưa từng nói xấu Diệp Huynh. Diệp Huyên nói với đạo lăng, hắn không nói ngươi nói xấu ta. Vẻ mặt đạo lăng trở nên cứng nhắc. Diệp Huyên nhìn đạo lăng, này, có phải ngươi thường nói xấu sau lưng ta không hả? Đạo lăng vội lắc đầu, không, không có thật. Thiên khí bỗng nói, hắn nói đừng tin những gì ngươi nói, ngươi thường gạt người ta lắm. Đạo lăng. Diệp Huyên. Thích Thiên và quân ta ở một bên không nhịn được bật cười. Sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, phải nói rằng Diệp Huyên đúng là nói gì cũng không thực tế, hơn nữa cực kỳ thích gài bẫy người khác. Diệp Huynh này là gạt người thì đúng là muốn mạng luôn. Diệp Huyên trợn mắt nhìn đạo lăng, sau đó quay sang nhìn thiên khí, vậy ngươi có tin ta không? Thiên khí gật đầu, ta tin. Diệp Huyên nói, vậy thì hãy nghe ta nói dẫn ngươi về thì nhất định sẽ dẫn ngươi về. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên quay sang ba người, đạo lăng cười nói, việc của thiên khí là việc của ta. Thích Thiên gật đầu, ta cũng thế. Diệp Huyên nhìn quân tà khẽ cười, tính luôn phần ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn xòe bàn tay ra, lệnh huyền thiên bỗng bay lên, không lâu sau ông lão đeo mặt nạ đó xuất hiện. Ông lão đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Ông ta đã biết chuyện ở Tiên Lăng trước đó, phải nói là ông ta vẫn rất kinh hãi, Tiên Lăng đáng sợ đó thế mà lại không còn gì nữa. Diệp công tử này trước đó không nói khoác lác mà đúng là siêu phàm thật. Diệp Huyên nói, ta muốn biết về thiên yêu tộc. Ông lão mặt nạ gật đầu, ừ. Nói rồi ông ta xoay người đi, lần này không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào. Một lát sau ông lão mặt nạ đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta mở lòng bàn tay ra, một cuộn giấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy cuộn giấy nói, cảm ơn. Ông lão nói, Diệp Thiếu khách sáo rồi. Diệp Huyên khẽ cười, ông đi đi. Ông lão mặt nạ gật đầu rồi xoay người đi. Diệp Huyên mở cuộn giấy trong tay ra, một lúc sau hắn khẽ nói, thiên yêu tộc. Thích Thiên trầm giọng nói, sao thế? Diệp Huyên cất cuộn giấy cười nói, không có gì. Thích Thiên trầm mặc. Rõ ràng là thiên yêu tộc không đơn giản như thế.
Đúng lúc này nơi sâu thẳm tinh không ở đằng xa, thời không bỗng bị nứt ra, sau đó vô số khí tức đáng sợ cuộn trào. Tuế Nguyệt Tiên. Thấy cảnh này, mấy người Thích Thiên nhíu mày, cường giả thiên yêu tộc đến rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, không nhìn ra chút tức giận nào. Rất nhanh ba ông lão xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Ba người đều là cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Người đi đầu là một ông lão mặc đồ xám, sau khi xuất hiện, tầm mắt ông ta nhìn đến thiên khí, khi nhìn thấy thiên khí, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp. Năm đó, khi thiên khí chào đời, đúng là làm chấn động cả thiên yêu tộc, vì người thiên yêu tộc vừa chào đời là sẽ mang trách nhiệm phấn đấu để thức tỉnh huyết mạch yêu thần bị phong ấn đã lâu, còn thiên khí vừa ra đời, huyết mạch yêu thần trong cơ thể hắn ta đã thức tỉnh rồi. Lúc đó cả thiên yêu tộc đều kinh sợ. Thiên khí nhìn ba ông lão, hắn ta có thể ngửi được khí tức quen thuộc trên người ba người này, đó là khí tức đồng loại nhưng hắn ta không hề có thiện cảm với ba người này. Lúc này, một ông lão đi đầu quay sang nhìn Diệp Huyên, người thiên yêu tộc ta là do ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Huyên, dám làm dám nhận, đàn ông lắm. Nếu đã thế thì ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thiên yêu tộc ta trả thù rồi chứ. Diệp Huyên bỗng biến mất. Ông lão ở đằng xa trợn tròn mắt, tay phải giơ lên tung ra một quyền. Một luồng kiếm quang bỗng phá tan cú đấm của ông lão, sau đó xuyên qua cổ họng ông ta. Lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện đằng sau ông lão. Trả thù cái gì? Phía sau ông lão, Diệp Huyên thu kiếm lại, bình tĩnh nói, các hạ, lúc nãy gió lớn, ta không nghe rõ lời ông nói lại lần nữa. Ông lão. Diệt gọn. Không thể không nói, ông lão cũng hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ đến, bản thân lại bị người ta dùng một kiếm diệt gọn. Khoảnh khắc vừa nãy, toàn bộ tuế nguyệt chi lực của mình giống như tuyết bị dội nước sôi vậy, chớp mắt đã tan rã biến mất. Cũng chính vì như vậy, ngay cả phản ứng ông ta cũng không kịp phản ứng mà đã bị diệt gọn rồi. Bởi vì ông ta không nghĩ rằng tuế nguyệt chi lực của mình lại yếu kém như vậy trước mặt người phía trước này. Đánh giá thấp rồi. Lúc này trong lòng ông lão sợ hãi đến cực điểm, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là ai? Tại sao thực lực lại kinh khủng đến vậy? Ở bên kia, hai cao thủ tuế nguyệt tiên cũng sững sờ. Bọn họ cũng không ngờ một cao thủ tuế nguyệt tiên lại bị diệt gọn như vậy. Không bình thường chút nào. Lúc này trong lòng hai người đã muốn rút lui. Trước mặt Diệp Huyên, ông lão khó tin nhìn hắn, ngươi, hành giả luân hồi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần dùng cảnh giới để đánh giá ta, như vậy là đang sỉ nhục ta, ta không tu cảnh giới, cảm ơn. Nói xong, hắn cầm kiếm chém xuống. Bù! Linh hồn ông lão lập tức bị hủy diệt. Diệp Huyên quay đầu nhìn hai tuế nguyệt tiên còn lại, vẻ mặt bình tĩnh, không giết các ngươi. Các ngươi quay về nói với tộc trưởng các ngươi một câu, cứ nói đừng cử người đến. Chúng ta sắp sửa chủ động đến tìm các ngươi rồi. Hai cao thủ tuế nguyệt tiên kia cũng chẳng dám nói ngông cuồng gì, quay người lập tức biến chân trời tinh không. Lúc này mà buông lời nóng giận, thì chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Sau khi hai cao thủ tuế nguyệt tiên kia rời đi, đạo lăng bỗng lên tiếng, Diệp huynh, bây giờ chúng ta đến thiên yêu tộc sao? Diệp Huyên trợn mắt nhìn đạo lăng. Lúc trước chịu cực chưa đủ hay sao? Bây giờ đi, là muốn bị đánh sao? Tuy hắn đã có thể diệt gọn tuế nguyệt tiên, nhưng vấn đề là thiên yêu tộc có cả cao thủ siêu cấp trên tuế nguyệt tiên nữa. Bây giờ mấy người bọn họ đi, không những bị ỷ lớn hiếp nhỏ, mà còn bị đánh hội đồng, đầu cũng bị đánh bay mất. Loại chuyện ngu ngốc như vậy không thể làm, còn phải cẩn thận hành động. Đạo lăng ngây người, sau đó nói, vậy lúc nãy ngươi nói sắp đến tìm bọn họ. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta lừa bọn họ thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo lăng im lặng một lúc rồi nói, sơ suất rồi. Diệp Huyên lập tức đưa mấy người đạo lăng vào trong dòng sông Tuế Nguyệt, mục tiêu của hắn là muốn để mấy người đạo lăng đạt đến Tuế Nguyệt Tiên. Mấy người đạo lăng có nhóm lão quân trợ giúp, muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, chỉ là thiếu chút thời gian. Còn về tài nguyên tu luyện thì bây giờ đều đủ rồi. Trong lúc nhóm đạo lăng tu luyện, Diệp Huyên lại đưa thiên khí đến tiên bảo các. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão đeo mặt nạ khẽ cười, Diệp thiếu.
Diệp Huyên nhìn ông lão đeo mặt nạ, cười nói, người bây giờ khách khí với ta như vậy, ta lại có phần không quen. Chỉ bằng, người cứ đối xử lạnh nhạt với ta chút đi. Ông lão đeo mặt nạ có chút xấu hổ. Diệp Huyên khẽ cười, đi vào chuyện chính, lần này ta tới, là muốn tìm Tiên Bảo Các mua chút đồ. Ông lão đeo mặt nạ vội nói, đồ gì vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra một tờ danh sách đưa cho ông lão đeo mặt nạ, ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn, ngay sau đó ông ta khẽ nhíu mày. Diệp Huyên nói, thế nào? Ông lão trầm giọng nói, Diệp công tử, những thứ người cần, đều vô cùng quý hiếm, giá cả. Diệp Huyên cười nói, chuyện tiền nong, ngươi không cần lo lắng, đưa đồ ra, sau đó giảm giá cho ta là được. Ông lão cười nói, được, Diệp công tử đợi một lát. Nói xong ông ta quay người rời đi. Thiên khí nhìn Diệp Huyên, hắn ta chần chừ chốc lát rồi nói, ngươi đến là để mua thịt sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mua thịt. Diệp Huyên thật sự cạn lời. Tên này, đúng là một tên ham ăn. Diệp Huyên nhìn thiên khí, nghiêm túc nói, ngươi biết thân thế bản thân rồi. Đúng không? Thiên khí gật đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi còn có một mẫu thân ở Thiên Yêu tộc, mà tình hình hiện tại của bà ấy có thể không quá tốt. Thiên Yêu tộc cũng sẽ không tha cho ngươi, với tình hình như vậy, ngươi nhất định phải có thực lực mạnh, có biết không? Thiên khí gật đầu. Diệp Huyên khẽ cười, có vài chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi, thì chắc chắn sẽ giúp, bởi vì ngươi là huynh đệ chúng ta, nhưng có vài chuyện, có thể phải dựa vào bản thân ngươi. Đại ngươi là ta đây làm một thế hệ thứ hai bao năm nay. Đã ngộ ra một đạo lý, chính là kẻ địch của mình thì chính mình giết mới sướng. Ngươi nhìn ta lúc này, một kiếm diệt gọn Tuế Nguyệt Tiên kia, có phải rất ra gì không? Thiên khí thành thật gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, ngươi có muốn trở nên mạnh như vậy không? Thiên khí do dự rồi nói, muốn ăn thịt, phát triển cơ thể thì có thể mạnh lên. Diệp Huyên cười nói, đó là trước kia, bây giờ ngươi đi theo ta. Ta đưa ngươi trải nghiệm cái gì mới là năng lực. Thiên khí. Không lâu sau, ông lão mặt nạ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và thiên khí. Ông ta lấy ra một nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên. Trong nhẫn, là mọi thứ bảo vật mà Diệp Huyên cần. Diệp Huyên cười nói, bao nhiêu trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ trần trừ chốc lát rồi nói, vốn dĩ là cần 120. Nhưng Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo Các ta, có thể được giảm giá, sau khi giảm. Thì còn 80 vạn. 80 vạn. Diệp Huyên không nói nhiều, khẽ bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đổ rơi xuống trước mặt ông lão đeo mặt nạ. Ông lão đeo mặt nạ cũng chẳng thèm nhìn đã nhận lấy nhẫn. Diệp Huyên cười nói, không sợ ta đưa thiếu. Ông lão đeo mặt nạ khẽ cười, nhân phẩm của Diệp thiếu, ta tin tưởng. Diệp Huyên cười ha ha, bản thân hắn mà cũng có nhân phẩm rồi. Không nói nhiều, hắn đưa thiên khí quay người rời đi. Diệp Huyên đưa thiên khí đến một vùng tinh không, hắn mở lòng bàn tay, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn điểm ngón tay, quyển sách kia lập tức xuyên qua giữa trán thiên khí. Thoáng chốc, vô số thông tin đã đổ dồn vào trong não thiên khí. Đây là phương pháp tu luyện mà mấy người Đông Lý Nam trước lúc rời đi đã để lại cho thiên khí, chuyên dùng để tu luyện thân xác. Đây là phương pháp tu luyện thân xác chí cao vô thượng trong Dương tộc, ngoại trừ Diệp Huyên, Đông Lý Nam còn cho mấy người đạo lăng tu luyện tâm pháp, còn thiên khí này thì chuyên tu luyện thân xác. Mà thiên khí tu luyện cách này, có lợi hại hay không thì không biết, nhưng tốn kém thì quá kinh khủng. Vừa nãy hắn mua cho thiên khí mấy thứ đồ bảo vật này, chỉ là giai đoạn đầu tiên, mà muốn tu luyện thành công, cần phải có 3 giai đoạn, 2 giai đoạn sau này cần phải có nhiều bảo vật hơn, cũng quý hiếm hơn. Không có tiền, thật sự không cách nào tu luyện. Diệp Huyên cũng có chút cảm thán. Hắn không ngờ, tu luyện đến cuối cùng, tiền lại càng trở nên quan trọng hơn. Không có tiền, thiên phú có cao đến đâu, cũng chỉ như mây bay. Lúc này, đột nhiên hắn nghĩ đến Tần Quan. Thật ra, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề rất kinh khủng, nếu ba kiếm không xuất hiện, thực lực Tần Quan này e rằng có thể nhất thống cả vũ trụ. Cô gái này, thật sự có quá nhiều tiền. Nếu cha không ra tay, thế lực Dương tộc cũng chưa chắc có thể mạnh bằng Tần Quan, dù sao, hắn cũng biết rõ, Tần Quan có một hạm đội siêu cấp khổng lồ, hơn nữa, Tần Quan có 3 chiêu bài siêu cấp,
hạm đội này chỉ là một trong số đó. Còn có hai chiêu bài khủng khiếp. Có quỷ mới biết chiêu bài chưa lật của nàng ta là gì. Diệp Huyên thở dài trong lòng, ai mà lấy được Tần Quan. Ăn cơm mềm đến già đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác lại bật cười. Lúc này, Thiên Khí bỗng mở bừng mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyên, hiểu rồi. Diệp Huyên chớp mắt, hiểu rồi. Thiên Khí gật đầu. Diệp Huyên không nói gì. Hắn phát hiện, Thiên Khí này tu luyện cứ như đang chơi vậy. Nếu nói về thiên phú, thì mấy huynh đệ bọn họ, thiên phú này là nổi trội nhất, không phải chỉ là một trong những người giỏi. Đầu óc đơn giản, thì tu luyện đơn giản, chẳng lẽ đầu óc bản thân quá phức tạp? Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên lấy ra mấy bảo vật lúc trước đã mua, sau đó nói, ăn đi, dùng sức ăn. Thiên Khí không khách sáo, lập tức cầm lấy ăn. Diệp Huyên lại lấy ra một đống thiên mạch để bên cạnh Thiên Khí, để hắn ta hấp thụ. Dần dần, hơi thở Thiên Khí đột nhiên bắt đầu thay đổi, hơi thở hắn ta càng lúc càng mạnh. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, sau đó lùi sang một bên, hắn phải bảo vệ cho Thiên Khí, dù sao, thiên yêu tộc kia có thể đến kiếm chuyện với Thiên Khí bất kỳ lúc nào. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay người nhìn phía xa, hắn sử dụng lệnh huyền thiên, ngay sau đó, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt hắn, ông lão đeo mặt nạ khẽ thi lễ, Diệp thiếu có gì dặn dò. Diệp Huyên nói, ta có thể sử dụng tình báo của tiên bảo các đúng chứ? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, kể từ bây giờ, ta muốn biết toàn bộ động thái của thiên yêu tộc. Ông lão đeo mặt nạ do dự rồi nói, chuyện này. Diệp Huyên cười nói, khó xử. Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, không phải, là ta không có quyền hạn này, không phải là từ chối, mà là vì có vài nhân viên tình báo cấp cao vốn không nghe theo chỉ đạo của ta, bọn họ chỉ nghe lệnh các chủ. Nhưng Diệp thiếu yên tâm, bây giờ ta sẽ bẩm báo với các chủ, để các chủ trao quyền. Diệp Huyên gật đầu, được. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Không lâu sai, Diệp Huyên đã nhận được tin tức của ông lão đeo mặt nạ, Tần Quan đã trao quyền, hiện tại, hắn có thể sử dụng toàn bộ tình báo của tiên bảo các. Mọi hành động của thiên yêu tộc, hắn sẽ là người đầu tiên biết được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, hơi thở của thiên khí càng lúc càng mạnh. Lúc này tinh không xung quanh hắn ta đã dần dần sôi sục. Diệp Huyên vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ. Không chỉ hơi thở của thiên khí dần trở nên mạnh hơn, mà ba người đạo lang trong dòng sông Tuế Nguyệt, hơi thở cũng dần mạnh hơn, có xu thế sắp đột phá. Dưới tình huống bình thường, ba người họ dù có yêu nghiệt hơn, cũng không có khả năng đạt đến Tuế Nguyệt Tiên trong thời gian ngắn như vậy, nhưng nếu có Dương tộc giúp đỡ thì hoàn toàn khác. Mấy ngày sau, trong tinh không, thiên khí đột nhiên mở bừng mắt, tay phải hắn ta siết chặt. Ầm ầm. Chớp mắt, lấy hắn ta làm trung tâm, tinh không phạm vi mấy trăm vạn dặm lập tức bị chôn vùi, ngay cả dòng sông Tuế Nguyệt cũng lập tức bị xóa bỏ. Ở bên kia, Diệp Huyên nhìn thiên khí trước mặt, trong lòng kinh ngạc, uy lực một quyền này của thiên khí mạnh hơn không biết gấp mấy lần so với trước kia rồi, cho dù là cao thủ Tuế Nguyệt Tiên e là cũng khó đỡ được chiêu này. Thiên khí đi đến trước mặt Diệp Huyên, được rồi, ăn thịt, nói xong, hắn ta giơ tay phải ra. Diệp Huyên im lặng, bây giờ hắn thật sự nghi ngờ, tên này sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, giống như là chỉ muốn ăn thịt thôi. Diệp Huyên cũng chẳng keo kiệt, lập tức đưa con dê mới nướng một nửa cho thiên khí, nhìn thiên khí ngồm ngoàm cắn thịt, Diệp Huyên bất giác bật cười. Lúc này, thiên khí như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn ta xé một cái đùi đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không từ chối, cầm lấy gặm theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên vỗ vỗ tay, sau đó nói, để ta chém ngươi một kiếm, ta muốn xem thân xác ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên bỗng rút một kiếm chém vào vai thiên khí. Ầm. Kiếm thái cổ run rẩy dữ dội, Diệp Huyên bị đẩy lui về sau mấy trăm trượng. Còn thiên khí thì không dao động gì. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng ngây người, sau đó điên cuồng bật cười, thân xác thiên khí này mạnh ngoài dự liệu hắn rồi. Có thể nói, thiên khí hiện tại tuy cảnh giới chưa đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, nhưng thân xác này thì hoàn toàn đã đạt đến Tuế Nguyệt Tiên rồi. Ngay lúc này,
một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, bóng người khẽ nói, Diệp công tử, người của Thiên Yêu tộc trong nửa khắc nữa sẽ đến nơi này. Bóng người này, chính là nhân viên tình báo của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên nhíu mày, đến bao nhiêu người? Bóng người nói, hai vị luân hồi hành giả, năm vị tuế nguyệt tiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có thể giúp ta giết sạch chúng không? Bóng người khẽ ngây người, sau đó hắn ta chần chừ rồi nói, Diệp công tử, phải được các chủ giao quyền mới được. Diệp Huyên cười ha ha, ta đang đùa thôi. Nói xong, hắn liếc nhìn bóng người. Phải được các chủ trao quyền mới được. Câu này là có ý gì chứ? Có nghĩa đối phương thực sự có khả năng giết sạch 7 cao thủ siêu cấp này. Tiên Bảo Các, vẫn thần bí như vậy à? Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, bóng người kia thở phào trong lòng, Diệp công tử, hãy bảo trọng. Nói xong, hắn ta lẳng lặng lui đi. Diệp Huyên nhìn thiên khí, muốn đánh nhau không? Thiên khí gật đầu thật mạnh. Hiện tại vừa mới đột phá, hắn ta cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, sức mạnh vô địch, hắn ta muốn phát tiết. Diệp Huyên cười ha ha, lập tức sắp xếp cho ngươi. Vừa dứt lời, tinh không phía xa đột nhiên rung chuyển, sau đó, 7 luồng hơi thở kinh người bỗng bao phủ. Âm huynh. Chớp mắt, cả tinh không lập tức sôi sục. Diệp Huyên nhíu chặt mày, tại sao mỗi lần những cao thủ này xuất hiện, thì đều muốn tạo thanh thế lớn như vậy, cứ như sợ người khác không biết bọn họ đến vậy. Nếu là hắn, bản thân sẽ âm thầm mà đến, sau đó đánh úp, một chiêu đoạt mạng, há chẳng phải nhanh chóng hơn sao? Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào đen, ánh mắt người này trực tiếp dừng trên người thiên khí, khi nhìn thấy thiên khí, ánh mắt ông ta thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt ông lão áo bào đen lập tức hung tợn, Thiên Mộc đáng chết, lại dám lừa gạt chúng ta, nói lúc đó ngươi đã chết. Tên ngu ngốc khốn kiếp. Thiên khí liếc nhìn ông lão áo đen, tay phải khẽ siết chặt. Hắn ta đã cảm nhận được địch ý của những người này. Ông lão áo đen đột nhiên quay người nhìn Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là đồ phế vật gì, mà dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Yêu tộc ta. Diệp Huyên nhíu mày, đồ ngốc, ngươi có thể văn minh giống ta chút được không? Ông lão đột nhiên nhếch miệng cười hung tàn, sau đó, ông ta lập tức biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên đang định xuất kiếm thì lúc này, thiên khí bỗng xuất hiện, chắn trước mặt hắn, hắn ta bay lên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, sức mạnh kinh khủng tập trung trên nắm đấm hắn ta, chớp mắt, hắn ta và ông lão kia cùng lúc bay lùi ra cả mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, ánh mắt ông lão kia vô cùng khó tin, ngươi, sao có thể? Thiên khí chậm chậm siết chặt tay phải, hắn ta nhìn ông lão kia chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ hung tàn và sát khí. Ông lão nhìn thiên khí chằm chằm, sao có thể, thân xác ngươi sao lại có thể mạnh đến như vậy? Thiên khí bỗng gào lên một tiếng, sau đó, hắn ta lập tức lao lên. Ầm. Những nơi thiên khí đi qua, thời không lập tức tan vỡ, luồng hơi thở kinh khủng lấp đầy tinh không. Ở phía xa, ánh mắt ông lão kia chợt u ám, ông ta bỗng thét lên, một yêu thú chừng vạn trượng bỗng xuất hiện sau lưng ông ta, tiếp đó, yêu thú này thét lên, nện xuống một quyền. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Thiên khí lập tức bị một quyền này đánh bay đến mấy vạn trượng. Sau khi thiên khí dừng lại, khóe miệng lập tức tuôn máu. Ở phía xa kia, ông lão tức giận nhìn thiên khí, thứ tạp chủng, năm đó không giết ngươi, hôm nay sẽ hoàn thành lần nữa. Vừa nói xong, ông ta bỗng lao lên trời, pháp tướng yêu thú sau lưng ông ta đánh xuống một quyền. Đùng. Chớp mắt, cả tinh không lập tức bị chôn vùi. Uy lực một quyền cũng đủ hủy diệt cả đất trời. Diệp Huyên ở phía xa khẽ nheo mắt, tay phải hắn chậm chậm siết chặt kiếm, chuẩn bị có thể ra tay mọi lúc. Nhìn thấy một quyền kia tiến đến, thiên khí bỗng điên cuồng giống gào, tiếp đó, hắn ta vươn người nhảy lên, sau đó, một tàn ảnh yêu thú xuất hiện sau lưng, hắn ta lập tức đánh ra một quyền. Yêu thú đánh nhau rất đơn giản, không màu mè rông dài, mà chỉ vỏn vẹn hai chữ, đối đầu. Ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng khắp vùng tinh không này, ngay sau đó, thiên khí và ông lão kia đều bị đẩy lùi, nhưng sau đó, hai yêu thú lại đồng thời lao lên. Rất nhanh, cả tinh không bắt đầu bị chôn vùi từng chút một.
bởi vì tinh không này căn bản không chịu đựng nổi sức mạnh của hai yêu thú. Diệp Huyên và các cao thủ thiên yêu tộc đều lùi ra xa, bọn họ đều không định nhúng tay vào, rõ ràng là muốn thiên khí và ông lão kia đấu tay đôi. Diệp Huyên cũng hiểu được, trong yêu tộc, đánh hội đồng cũng khá là xấu hổ, nhất là thiên khí đấu với chiến lão, là dùng yếu đấu mạnh, nếu bọn họ còn giúp đỡ thêm thì bản thân ông lão này chắc chắn cũng không làm. Dù sao, không phải ai cũng không cần mặt mũi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên đỏ mặt. Trong sân, vẻ mặt các cao thủ thiên yêu tộc đều rất nghiêm trọng, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, thực lực thiên khí lại kinh khủng đến vậy. Không biết còn tưởng tên này vẫn còn huyết mạch yêu thần nữa kìa. Rất nhanh sau đó, sắc mặt các cao thủ thiên yêu tộc đều u ám. Tuyệt đối không thể để thiên khí sống sót. Với những gì mà thiên yêu tộc làm với thiên khí năm đó, sau này chắc chắn thiên khí có lòng báo thù. Bây giờ thiên khí đã yêu nghiệt như vậy rồi, nếu còn để tiếp tục phát triển, thì phải đến đâu? Diệp Huyên liếc nhìn cao thủ thiên yêu tộc, sát ý trong ánh mắt bọn họ, hắn đều thấy rõ. Ngay lúc này, tinh không sâu thẳm phía xa đột nhiên vang lên âm thanh kinh khủng, sau đó, thiên khí và ông lão kia bị đẩy lùi, hai người lùi ra ước chừng mười mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà sau khi dừng lại, Diệp Huyên phát hiện, thân thể hai người đều đang run rẩy. Mà thiên khí càng thảm hơn, bởi vì thân xác hắn ta có nhiều chỗ đều nứt toác. Thiên khí nhìn chằm chằm ông lão phía xa, ánh mắt đầy vẻ hung tàn. Sự hung tàn đã bộc lộ. Ở phía xa, ông lão cũng nhìn thiên khí chằm chằm, ông ta lúc này vô cùng sợ hãi trong lòng, ông ta không ngờ, tên tạp chủng trước mặt này lại kinh khủng đến vậy. Thiên khí bỗng giống gào, sau đó, hắn ta vươn người nãy lên, lập tức lao về phía ông lão. Bù, trong sân, tinh không bị xé rách, ở phía xa, ông lão kia nheo hai mắt, tay phải ông ta chậm rãi siết chặt, tiếp đó, ông ta bỗng nhiên biến mất, bùm. Một tiếng nổ bỗng vang lên, sau đó, hai người đồng thời bị đẩy lùi. Nhưng tiếp đó, thiên khí bất chấp vết thương trên người, lại lao lên lần nữa. Quyết liệt. Thiên khí từ nhỏ đã lớn lên ở Thái Cổ Thần Địa, ngày nào cũng vật lộn với yêu thú, hơn nữa. Ăn yêu thú để sống, sự quyết liệt như vậy, người bình thường căn bản không đọ nổi. Ở phía xa, ánh mắt ông lão kia chợt hung tợn, ông ta cũng không lùi bước, ông ta đường đường là đại yêu luân hồi hành giả, đối mặt với thiên khí còn chẳng phải là tuế nguyệt cảnh, sao có thể lùi bước được. Ầm ầm. Trong tinh không, một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên bùng nổ, thiên khí và ông lão lại lùi mạnh ra sau, mà trong lúc lùi, ông lão kia đột nhiên giống giận, xuyên trời. Vừa dứt lời, tay phải ôn ta bỗng vung ra, sau đó đánh mạnh một chưởng. Ầm. Trên đầu thiên khí, tinh không bỗng nứt ra, sau đó, một bàn tay khổng lồ chừng vạn trượng bỗng xuất hiện, sau đó giáng mạnh xuống. Uỳnh. Tinh vực xung quanh lập tức bùng cháy. Ở bên dưới, thiên khí ngẩng đầu, ánh mắt hắn ta u ám, sau đó cơ thể nhảy lên, tay lập tức đánh một quyền đối đầu với một chưởng kia. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ kia bỗng chốc nổ tung, mà thiên khí cũng trực tiếp từ trong tinh không rơi xuống bên dưới. Ngay lúc này, ông lão kia bỗng giống lên, giết hắn. Rõ ràng, ông ta không muốn kéo dài nữa. Bởi vì ông ta phát hiện, dường như ông ta không thể giết được thiên khí rồi. Thiên khí kinh khủng đến mức khiến ông ta có chút e sợ. Nghe thấy lời ông lão. Các cao thủ thiên yêu tộc ở bên kia lập tức lao về phía thiên khí đang rơi xuống bên dưới. Ngay lúc này, ánh mắt Diệp Huyên chợt trở nên hung ác, ai dám. Nói xong, hắn đột nhiên lao lên, một kiếm chém ra. Ầm. Ở phía xa, một cao thủ tuế nguyệt tiên của thiên yêu tộc lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên tiêu diệt. Thấy vậy, ông lão áo đen kia và các cao thủ còn lại của thiên yêu tộc đều kinh sợ. Diệt gọn tuế nguyệt tiên. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên khẽ cười, ông già đang đánh thì lại muốn đánh hội đồng, ngươi không biết võ đạo à? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết thiên yêu tộc ta không? Diệp Huyên gật đầu, mới biết. Ông lão áo đen hung hăng nói, nếu đã biết rồi, mà ngươi còn dám can dự chuyện nội bộ tộc ta, ngươi chán sống rồi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười nói, chuyện nội bộ thiên yêu tộc ngươi, ta không có chuyện gì cả, nhưng,
thiên khí là huynh đệ ta, chuyện của hắn, chính là chuyện của ta. Thiên khí ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Ông lão áo đen bỗng cười hung tợn, huynh đệ, người trẻ tuổi à, đúng là không biết trời cao đất dày, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi và thiên yêu tộc ta xem như đã kết thù rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay, ta muốn giết chết toàn tộc ngươi trước, để toàn bộ tộc ngươi chết hết trước mặt ngươi, để ngươi được trải nghiệm cảm giác mất mát người thân. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi giết chết cha ta trước, hay là giết muội muội ta trước đây? Ông lão cười hung tàn, đương nhiên là cùng giết. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi còn mạnh hơn Thiên Diệp nữa. Thiên Diệp. Phải thừa nhận rằng Diệp Huyên hơi đau đầu, sao mấy thế lực siêu cấp đều có sở thích hở cái là đòi giết hết cả tộc người ta thế? Nói giết hết cả tộc người khác thì sẽ oai lắm sao? Người tàn nhẫn thật sự thường không bao giờ nói lời cay độc. Chẳng hạn như Thanh Nhi. Chỉ cần Thanh Nhi khó chịu một cái là sẽ hủy diệt hết cả vũ trụ. Vào lúc này, ông già áo đen bên cạnh bỗng nói, ngươi có dám báo danh tính ra không? Diệp Huyên liếc nhìn ông lão áo đen, nói, Dương tộc, cha ta là kiếm chủ Dương Diệp, thích mặc áo bào màu xanh, rất dễ nhận ra. Dương tộc. Ông lão áo đen hơi chau mày, vì ông ta chưa từng nghe nói. Diệp Huyên mỉm cười, chưa từng nghe đúng không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, nói, thật sự chưa từng nghe, Dương tộc ở đâu? Diệp Huyên im lặng. Dương tộc đang ở đâu? Hắn thật sự không biết. Thật đáng hổ thẹn. Là thiếu chủ của Dương tộc mà hắn lại không biết Dương tộc ở đâu, chuyện này thật sự có chút hoang đường. Lúc này, người đàn ông áo đen châm biếm, sao hả? Không dám nói sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không phải ta không nói mà là ta thật sự không biết. Ông lão áo đen cười châm biếm, người nghĩ ta sẽ tin sao? Diệp Huyên cạn lời. Đùa gì thế? Ông đây không thể làm người thật thà được sao? Lúc này người đàn ông trung niên bên cạnh người đàn ông áo đen bỗng hạ giọng nói, người này không đơn giản, không thể xem thường. Ông lão áo đen im lặng. Đương nhiên ông ta biết Diệp Huyên không đơn giản, còn trẻ như vậy mà thực lực lại đáng sợ đến thế, sao có thể là người bình thường được? Phải biết rằng càng tu luyện lên cao thì càng cần nhiều tài nguyên. Tán tu bình thường vốn không thể tiến đến bước này, dù cho có đến được mức độ này thì chắc cũng đã là mấy lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Phải chịu đương đầu để phát triển. Còn Diệp Huyên thì lại còn quá trẻ. Người như hắn không có thế lực mạnh đứng phía sau, có đánh chết ông ta cũng không tin. Đương nhiên, ông ta cũng không sợ, thiên yêu tộc có từng sợ ai. Ông lão áo đen nghĩ đến đây thì nhìn sang Diệp Huyên, Thiên Tầm. Người giữ chân hắn, những người khác cùng ta giết tên bần tiện này. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão áo đen gật nhẹ đầu, nhìn sang Diệp Huyên và định ra tay. Chính vào lúc đó, vô số khí tức cực mạnh bỗng xuất hiện, mấy người đạo lăng cũng xuất hiện ngay sau đó. Lúc nhìn thấy mấy người đạo lăng, Diệp Huyên đã ngây ra. Vì hắn nhận ra mấy người đạo lăng đều đã đạt đến Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn sang người dẫn đầu là Đạo Lăng, ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy mà các huynh đã đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên rồi sao? Đạo Lăng hơi bất mãn, sao hả? Trong lòng huynh bọn ta đều là người không có năng lực à? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đâu có, chỉ là hơi kinh ngạc, các huynh cũng nhanh quá đấy. Đạo Lăng cười ha ha, ta đã nói là huynh sẽ bất ngờ mà, ha ha. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, e rằng bây giờ đã không thể đánh bại các huynh bằng một kiếm rồi, phải hai kiếm mới được. Ba người đạo lăng đơ ra. Ông lão áo đen nhìn thấy mấy người đạo lăng thì chau mày, các ngươi là ai? Đạo lăng mỉm cười, nói, huynh đệ của thiên khí. Ông lão áo đen giận quá cười to, thú vị thật, từ khi nào mà chó mèo đều dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của thiên yêu tộc của ta thế này? Đạo lăng cười to ha ha, ông lão, bớt nói nhảm lại, đánh đi. Y vừa dứt lời thì lập tức xông về phía ông lão áo đen. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng từ trong cơ thể đạo lăng tuôn ra. Tiếp ngay đó, một pháp tướng xuất hiện sau lưng đạo lăng, dài đến mấy chục trượng, vắt ngang qua cả tinh vực, vô cùng to lớn. Đạo lăng nhếch miệng cười, ông lão, ăn một đấm đi.
Y vừa dứt lời thì liền đấm ra một đấm. Pháp tượng sau lưng y bỗng tung ra một đấm, cả tinh không lập tức vụt tắt, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy cả tinh không vũ trụ khiến ai cùng phải kinh khiếp. Ông lão áo đen thấy nắm đấm đang vụt đến thì vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. Lại là một cao thủ. Ông ta không dám chủ quan, lúc nhún người bay lên cao, sau lưng bỗng xuất hiện một hư ảnh yêu thú, ông ta hét lớn rồi xông thẳng về phía đạo lăng. Giữa tinh không, hai luồng sức mạnh khủng khiếp va vào nhau, luồng sức mạnh mạnh hơn đã nổ tung giữa tinh không, làm tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng trở lại đều cháy lên, sau đó thì bị hủy diệt. Diệp Huyên khẽ động, chặn đứng tàn dư sóng sức mạnh của hai người. Lúc này, Thích Thiên bước đến bên cạnh Diệp Huyên, nhìn về bọn người của ông lão áo đen ở phía xa, nói thiên yêu tộc này vẫn không chịu tha cho thiên khí sao. Diệp Huyên gật đầu. Ánh mắt Thích Thiên thoáng vẻ lạnh lùng, gã không nói gì. Phía xa, đạo lăng và ông lão áo đen càng đánh càng quyết liệt, không ngờ ông lão áo đen đã khống chế được đạo lăng, đương nhiên đạo lăng cũng không phải không làm được gì ông lão áo đen. Vì cơ thể của ông lão áo đen quá mạnh, đạo lăng vốn không thể phá được phòng thủ mạnh mẽ của ông ta. Diệp Huyên nhìn hai người họ, hắn cũng nắm đại khái về thực lực của luân hồi hành giả. Đổi lại là hắn. Nếu như không thi triển nhất kiếm trảm hư vô thì hắn cũng không làm gì được ông lão áo đen. Thật ra hắn thấy hơi nhớ kiếm Thanh Huyên. Nếu như có kiếm Thanh Huyên trong tay, cộng thêm chiêu nhất kiếm trảm hư vô hiện nay của hắn nữa, có lòng tin có thể chém chết ông lão áo đen chỉ bằng một kiếm. Hơi đáng tiếc. Sau một hồi chiến đấu, vẻ mặt của mấy cao thủ thiên yêu tộc đều trở nên khó coi, vì bọn họ nhận ra thực lực của mấy người trước mặt họ vượt xa dự đoán của họ. Lúc này người đàn ông trung niên cầm đầu cũng tức là Thiên Tầm bỗng lên tiếng, gọi người. Gọi người. Gã đã phân tích cặn kẽ tình thế hiện tại, với thực lực hiện giờ của bọn họ, vốn dĩ không thể làm gì được mấy người kia. Hơn nữa, gã còn phát hiện ra một điểm, đó là những thanh niên này đều là người có chỗ dựa. Biết là thiên yêu tộc nhưng lại không hề sợ. Nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Một cao thủ thiên yêu tộc ở bên cạnh Thiên Tầm nghe gã nói vậy thì liền lấy ra một tấm lệnh bài bay lên trời. Lúc lệnh bài sắp bay vào tinh không, bất chợt một luồng kiếm quang chém tới. Tấm lệnh bài nát vụn. Thiên Tầm quay đầu nhìn sang Diệp Huyên mỉm cười, muốn gọi cứu binh sao? Thiên Tầm nhìn Diệp Huyên, thế nào? Sợ rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, sợ thì không sợ. Chỉ là sao ta lại phải để cho ngươi gọi cứu binh? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 203.